Phương Thảo xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang tới phần 6 của bộ truyện Thế thân gán nợ cho Hắc Tổng. Ở phần 6 này, rốt cuộc là vì con, cô mới đồng ý ở lại bên cạnh anh. Nhưng cô lại không có cách nào tiếp nhận anh nữa. Còn anh biết rằng mình có lỗi với cô, nhưng lại không có cách nào mở miệng nói lời xin lỗi, chỉ có thể dùng hành động để bù đắp. Nhưng hai con người ngốc nghếch này, hết lần này tới lần khác, vẫn luôn là hiểu nhầm ý tứ của nhau. Để đến khi một trong hai gặp phải nguy hiểm, cận kề với cái chết, họ mới biết được tình cảm của đối phương dành cho mình. Lần này anh và cô phải đối mặt với những chuyện gì đây? Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 6 của bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo nha. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Lương Ngụy Lâm không nghĩ tới địa bàn của mình còn có thể bị người ta ám oán, xưa nay chưa từng có. Từ từ mở mí mắt ra, đầu có một chút nặng nề, nhưng ánh mắt tại ngay sau khi một khắc đã khôi phục rõ ràng. Nơi này bài biện không xa lạ, nhưng anh dám xác định đây không phải là địa bàn của mình. Anh đã tỉnh rồi sao? Âm thanh dịu dàng trong veo khi vang lên trong đầu của anh. Quay đầu qua nhìn thấy Nhược Tuyết đang ngồi trên ghế salon, cầm một hộp kem lớn, ngụm to, ngụm nhỏ mà ăn. Muốn đùa với anh hay sao chứ? Anh nhàn nhạt mở miệng, không có hốt hoảng, cũng không có luống cuống. Nhìn cọng tay trên cổ tay của mình, giọng điệu bình thản. Người phụ nữ này anh chỉ muốn đưa Đồng Đồng tới một thời gian thôi, cũng không nghĩ cô lại tới đây. Ngày đó anh đã không khống chế được muốn cô. Nhưng tại sao anh chỉ lựa chọn bọn họ ra ngoài ăn cơm thôi? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng nhẽ là đã bị cô tính toán gì sao? Cũng đúng, lần trước cô còn dám uy hiếp tính mạng của anh, bây giờ có chuyện gì mà cô không dám làm nữa chứ? Càng ngày càng dũng cảm rồi, anh sẽ chơi cùng với cô. Cô ngậm thìa, dương mắt nhìn đồng hồ bên tường. Mới 10 giờ thôi, xem ra Nghiêm đại ca nói không sai. Thân thể của anh chống cự xuân dược rất tốt. Nghiêm Quân Hảo. Lương Ngụy Lâm hắn nhếch mày lên. Chính là anh ấy, không bằng em không thể làm gì anh được. Nhược Tuyết đi tới, ngồi ở bên giường nở nụ cười. Anh chưa bao giờ đề phòng bạn tốt của mình. Hơn nữa phần lớn, dược vật ở trên đời này, anh có thể biết là của Nghiêm Quân Hảo. Nhưng cậu ta nổi tiếng trong nghề này, cậu ta lại tự mình chế xuân dược, làm sao có thể để cho người ngoại biết. Em muốn làm cái gì chứ? Anh nhẹ nhõm hỏi người phụ nữ của mình, cho dù tay chân bị còng, nhưng anh vẫn trấn định tự nhiên. Muốn làm gì sao? Cô quay đầu cố ý, gương mặt ngây thơ. Để cho em suy nghĩ một lát. À, em muốn. Cô chợt đem mặt tới gần trước mặt của anh. Anh không phải là rất thích dùng tình dục để giày vò em hay sao? Không bằng em cũng dùng cái này để hồi báo anh có được hay không chứ. Em đem những thứ mà anh đã dùng với em trả lại cho anh. Ai dạy em làm như vậy chứ? Cặp mắt của anh thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó tâm vô tình hỏi. Anh không phải là người thầy tốt nhất của em hay sao? Cần gì ai khác dạy nữa chứ? Người đàn ông này từ năm cô 18 tuổi, cô không biết gì là yêu, có thể để cho cô giãy giụa trong thế giới tình dục, sống không bằng chết, anh hỏi rất hay. Nghe được lời của cô nói, anh nhìn cô thật sâu, không nói. Người phụ nữ này thật không ngờ tới, anh cho là cô chỉ là một tiểu bạch thỏ, ngoan ngoãn, kết quả là anh đã sai rồi. Cô căn bản chính là một con hồ ly xảo hoạt, có lẽ do anh đã bước tới mặt sâu nhất của cô mà ra. Cảm giác không được động đậy, khó chịu lắm hay sao? Vốn nghĩ muốn hỏi anh sướng hay không, nhưng chỉ là lời như vậy, cô không thể hỏi, cho nên dùng cách khác đi. Cúi đầu hôn nhẹ nhàng môi của anh, bị đôi môi vừa ăn kem lạnh cóng, nhẹ nhàng liếm qua. Em đang đùa với lửa hay sao chứ? Cả người anh cứ như vậy, hình chữ đại, nằm không thể nhúc nhích. Cả người trần truồng, cơ bắp chắc, bóng loáng, mơ hồ ửng sáng. Chỉ có một miếng chăn nhỏ, đắp ở bộ phận trọng yếu. Lương Ngụy Lâm, bây giờ anh đang uy hiếp em hay sao chứ? Cô hử lạnh, ngẩng mặt lên, cầm hột kem, cái muỗng nhỏ mở múc xuống, cũng không có bỏ vào miệng. Bây giờ em thả anh ra, anh sẽ không so đo với em. Thật đúng là một hoàng ân rộng lớn, nhìn anh nói xong, trong người như có bao nhiêu bực bội. Nói giỡn hay sao chứ? Anh không so đo với cô, nhưng cô lại so đo. Em khổ cực, mới biến anh thành như vậy, sao có thể để thả cho anh ra? Nghĩ hay lắm sao? Em xác định em đang chịu đựng được cái giá chọc giận anh hay sao? Trong mắt nguy hiểm híp lại. Anh xem em có chọc nổi hay không chứ? Cả người của cô kéo qua thân thể của anh. Dù sao thì bây giờ anh không động đậy được, có thể làm gì được em chứ? Người phụ nữ này thực sự là phách lối. Tốt nhất anh sẽ chơi với cô tới cùng. Nhìn cô có thể giở trò gì chứ, dám ngồi trên người của anh động đậy, dũng khí cũng thật nhiều. Nhìn thấy Lương Úy Lâm mím môi nhìn cô chằm chằm, không nói gì nữa.
Nhược Tuyết cúi người xuống ở bên tai của anh, hài lòng mà nói. Anh không phải là rất thích hay sao? Không bằng chúng ta chơi một chút có được hay không? Cầm cái thìa nhỏ lên, múc một ít kem màu hồng mê người hiện ra trước mặt của anh. Anh không phải là thích ăn kem hay sao? Em cho anh ăn có được hay không chứ? Cô gặp quỷ mới không thích ăn kem, mặc kệ là cái gì. Được rồi, cô thừa nhận có một chút xấu hổ khi nói ra một câu kia, gương mặt đỏ bừng một cái. Một ít kem từ môi của anh chảy xuống, băng gặp hỏa làm cho người của anh căng thẳng, càng làm cho anh khó chịu. Các người chết tiệt kia lại dùng đôi môi không ngừng đem kem hỏa tan. Đôi mắt của anh như ngọn lửa động, một trận cuồng phong sẽ tới. Người phụ nữ này thật là dám chơi anh như vậy hay sao? Cuộc sống hơn 30 năm của anh, Lương Úy Lâm, chưa bao giờ từng có chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Anh thực sự là bội phục chết cái người phụ nữ này. Dám cùng anh chơi lớn tới như vậy, trên đời này không tìm được người thứ hai. Hôm nay ở trước mặt của anh, gương mặt khéo léo, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thật không phải là Lăng Nhược Tuyết, cô là một con hồ ly tu luyện, chỉ đặc biệt để đối phó với anh. Kem trên người càng ngày càng nhiều, sau đó bị cô liếm sạch. Cô lại gặm cắn, gặm trên người của anh. Anh thở càng ngày càng gấp rút, tuy nhiên nó lại càng không có cách nào nhúc nhích. Nhược Tuyết nhìn cái đó nhô cao dưới chăn mỏng, nụ cười trên mặt càng thêm trở nên rực rỡ. Lương Úy Lâm, làm sao đây? Kem không đủ dùng rồi. Cô giống như khổ não, nhìn ở trong hộp kem. Thôi còn lại, bôi chỗ này cũng được rồi. Cô kéo chăn mỏng, đưa tay cầm nó, tiếng rút khí của anh mãnh liệt. Cô dám sao? Anh nắm chặt quả đấm, gần ở trên trán nổi xanh, mồ hôi chảy ra. Lương Úy Lâm cũng có ngày này hay sao chứ? Thực sự là đáng đời. Lăng Nhược Tuyết, em dám. Anh cắn răng, vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Em dám. Người đàn ông lúc này còn lớn tiếng với cô sao? Cô chính là dám. Múc kem ra, trực tiếp dùng tay thoa lên. Toàn thân của anh chợt co rút, đầu cứng ngắc, băng hỏa kết hợp. Loại cảm giác này chỉ có tự bản thân mới có thể hiểu được. Lăng Nhược Tuyết, em thật là chơi lớn, em được lắm. Tan ra rồi kìa. Cô kinh hô, chơi cũng đã lâu, kem cũng đã tan chảy. Bắp thịt của anh căng đau muốn giãy giụa, nhưng cái cọng tay đáng chết giữ anh thật chặt, muốn động cũng không thể động đậy. Lăng Nhược Tuyết, cái người phụ nữ đáng chết này, thả anh ra, ngay lập tức, lập tức. Lưu Nghĩ Lâm luôn tỉnh táo, băng lãnh như xương, nhưng lần này ở trước mặt của cô mà mất khống chế. Cô nhìn dục vọng đang phát tiết kích động mà không thể làm gì được, ghé vào lỗ tai của anh, nhẹ nhàng nói. Lưu Nghĩ Lâm, ngàn vạn lần, không được dùng tính thú để đối phó với em. Em ghét nhất loại người như vậy. Cô nói xong nhẹ nhàng đứng dậy mà xuống giường. Em dám đi sao? Em nhìn thử xem. Thời gian không còn sớm nữa, Đồng Đồng nhất định là đang chờ em trở về. Cái này cho anh dùng thôi. Cô mỉ hoặc cười một tiếng, vốn nghĩ là tiêu sái bước đi, nhưng giống như nhớ ra được cái gì, bỗng nhiên quay trở lại, mở hộc tủ ra, cầm ra một vật hướng tới người trên giường mà nói. Lưu Ý Lâm, nghiêm đại ca nói, đồ này đối với đàn ông chính là một bảo bối, không bằng anh dùng đi. Cũng biết tứ chi của anh bị trói, dưới tình huống này sao có thể sử dụng chứ, thật sự là đáng đời. Anh không phải là rất thích hay sao? Búp bê thổi khí này để cho anh 3 ngày 3 đêm không bị hư đó. Nhược Tuyết chưa bao giờ biết mình có thể hư hỏng tới như vậy. Tất cả đều là do bị buộc mà ra. Lăng Nhược Tuyết. Lương Úy Lâm không dám tin, nhìn cái đó nằm trên người của anh. Không phải nói còn búp bê thổi khí chứ. Đời này anh chưa từng bị loại sỉ nhục như vậy. Người đàn ông tức giận, giống vang vọng khắp phòng. Vách tường như rung lên. Nhược Tuyết bịt tay chạy xuống lầu. Chết rồi, cô không phải là đang quá đáng đấy chứ. Nghiêm Quân Hảo từ lúc đi vào phòng cho tới bây giờ, trên mặt tràn đầy nụ cười, vẫn luôn không ngừng. Nếu như không phải sợ cái mạng nhỏ của mình không còn, anh nhất định sẽ xuống xá tứ phía mà cười to lên, chặn lại sẽ bị nội thương đó nha. Cậu dám cười sao? Cậu nhìn đi. Mặc dù bị khốn tại người, Lương Úy Lâm lạnh lùng nói nhỏ, nhưng vẫn tràn ra uy lực khiếp kinh người. Nhưng Nghiêm Quân Hảo căn bản không nhịn được, thực sự là cười quá sảng khoái, liên tiếp những trận cười tràn ra, vang vọng ở trong phòng thật lâu. Chà chà, thực sự không nghĩ tới Nhược Tuyết lại làm ra chuyện này. Em ấy thật đúng là thần tượng của tôi. Khóe miệng của anh cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn cản được. Đang nhìn người bạn tốt một thân nhếch nhác nằm ở trên giường, mà anh nghĩ tới cái đạo cụ nhàm chán đó. Mặc kệ chỉ là cảm giác thôi, nhưng nhìn bề ngoài cũng rất có cảm xúc. Búp bê thổi khí uất ức ở đầu giường, anh nghĩ một màn này cả đời sẽ không bao giờ quên. Thật ra thì cô ấy vẫn còn hảo tâm, ít nhất là không có chơi đùa chết cậu. Còn không biết, cảm ơn mình tới cứu cậu đi. Nghiêm Quân Hảo ung dung mở khóa cổng ra. Đúng vậy, thật là hảo tâm. Tốt bụng tới nỗi, 2 giờ sau cậu mới tới.
Anh hoài nghi căn bản là Nghiêm Quân Hạo cũng đang ở đây, cho nên chỉ muốn xem chuyện cười của anh mà thôi. Nếu như cậu nhất định phải đánh mình, chưa có thể cho mình nói một câu hay không chứ? Nói đi, có phải là cậu rất yêu cô ấy hay không? Anh đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Ước chừng khoảng một phút sau, không có trả lời câu hỏi của bạn tốt mà đi thẳng tới tủ rượu rót ra một ly nước uống. Rượu mạnh nóng rát, cổ họng đốt tái dạ dày. Yêu, nếu như quả thật không yêu thì tốt biết bao chứ. Yêu sao? Lương Úy Lâm đã từng nghĩ rằng không xảy ra, nhưng nó lại xảy ra rất chân thật. Nhưng anh hiểu được thì đã quá muộn. Thương thế trong lòng của cô và anh không biết khi nào mới có thể lành lại. Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ đem cô trở về ở bên cạnh. Đối mặt với sự lạnh nhạt của cô, anh cũng chỉ có thể dùng lạnh nhạt mà đối phó. Nhược Tuyết dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy, không về nhà, chờ đợi Lương Úy Lâm tìm cô tính sổ. Ra khỏi phòng của Nghiêm Quân Hạo, trực tiếp kêu A Cánh lái xe về nhà, sau đó đi đón con gái. Cô muốn đi thưởng thức cảnh đẹp ở đây. Ăn có ngon hay không? À, ba, làm sao lâu như vậy mới tới chứ? Người bạn nhỏ chạy tới ôm lấy cổ của ba, nhẹ nhàng mà làm nũng. Chưa có vui hay không hả? Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhẹ giọng hỏi. Chợ rất vui, lần sau ba đi cùng đi. Lương Tư Đồng dùng sức mà gật đầu. Chơi đủ hay chưa? Mặc dù đang cùng với con gái nói chuyện, nhưng Lương Úy Lâm cũng chăm chú nhìn người phụ nữ kia. Khuôn mặt của cô dám đen không ít. Cô cố gắng chuẩn bị tất cả. Anh biết cô đi chơi, khẳng định là sẽ bị anh chỉnh rất thảm. Nhưng anh giống như thực sự không có tức giận. Rốt cuộc thì chịu xoay người lại, thấy người đàn ông kia đang ôm con, mặt nhìn của cô thật sâu. Lương Úy Lâm tại sao lại tốt như vậy chứ? Chắc chắn là trời sập. Nhưng Nhược Tuyết quyết định không để ý tới anh, ngẩng đầu không nhìn anh một cái nào, nhấc chân ngồi vào trong xe dừng ở ven đường. Bill mở cửa xe cho cô, thế nhưng mặt làm khó gọi cô. Tiểu thư. Thế nào? Nhược Tuyết không rõ nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Bill nhìn dĩa sầu riêng trên tay của cô, chẳng nhẽ hắn muốn ăn hay sao chứ? Anh muốn ăn sao? Tiểu thư. Bill cau mày, chủ nhân không thích mùi sầu riêng, nhưng tiểu thư lại mang lên xe, hắn phải làm sao đây? Mà chủ nhân ôm cô chủ nhỏ đang đi tới chỗ để xe. Thấy Bill không dám lên tiếng, nhìn dĩa sầu riêng trên tay của cô, sau đó nhìn người đàn ông kia, Nhược Tuyết đã biết thì ra là anh không thích. Ha ha, nhiều năm như vậy cũng đã biết anh ghét cái gì đó rồi. Không thích có đúng hay không, cô lại càng muốn lên xe ăn. Hơn nữa còn phải mua nhiều mang về. Quay đầu lại, tầm mắt lướt qua một đôi phụ nữ hướng về phía sau A Cánh cười ngọt ngào. A Cánh, lại đi giúp tôi mua 10 quả sầu riêng mang về. Sau đó mọi người trợn mắt há mồm nhìn cô. Làm sao đây chứ? A Cánh nhìn về phía chủ nhân. Ba, mẹ thích ăn. Thanh âm mềm mại của Lương Tư Động vang lên. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng biết trong nhà chưa từng có nghe mùi vị này không tốt, nhưng lại là trái cây này ăn rất ngon. Đi đi. Ước chừng nhìn phụ nữ đang vui vẻ ăn trên xe, Lương Úy Lâm rốt cuộc mở miệng. Chủ nhân đồng ý, làm thủ hạ đương nhiên sẽ lập tức đi làm. Nghiêm thị là gia thế tài chính nổi danh ở châu Á. Hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của Nghiêm đại lão gia. Lương Úy Lâm có quan hệ mật thiết với Nghiêm gia, cho nên không thể không tới. Dù như thế nào đi chăng nữa, Nghiêm Quân Hạo cũng chính là bạn tốt của anh. Dĩ nhiên chủ yếu nhất là tiểu công chúa của bọn họ muốn của tam tiểu thư Nghiêm gia chơi cùng, cũng chính là con gái của Nghiêm Tam Thiếu, tổng giám đốc Nghiêm thị. Một bộ giả phục màu đen không kín ngực làm cho da thịt trắng như tuyết của cô càng trở nên mê người. Từ sau khi ngồi lên xe, Nhược Tuyết mới phát hiện ánh mắt của Lương Úy Lâm vẫn đang nhìn cô, cái nhìn trực tiếp chăm chú, đầy nóng bỏng đó nhìn cô, ánh mắt của anh như muốn nhìn thấu qua quần áo. Chẳng nhẽ cô mặc khó coi quá hay sao? Mới vừa rồi cô thay quần áo xong, quản gia nói là rất đẹp, cũng không phải là lộ quá nhiều đấy chứ. Cô đẩy mái tóc che ở nửa phần lưng, trước mặt không có lộ, cũng không biết anh đang nhìn cái gì. Ba ạ, tại sao còn không xuống xe chứ? Đúng lúc con gái giúp cô hỏi lời cô muốn biết, dù sao thì cô cũng không muốn nói chuyện với anh. Bảo bối, chờ một chút. Rõ ràng là hướng về phía con gái nói chuyện, nhưng ánh mắt của anh lại không có rời khỏi của cô nửa giây. Anh rốt cuộc đang nhìn chỗ nào chứ? Lương Úy Lâm, anh đang nhìn cái gì chứ? Rõ ràng là lời nói tức giận, nói ra lại thành giọng nói mềm yếu. Nghe như thế nào cũng giống như cô đang làm đúng với anh. Anh đang nghĩ có thể đem em nuốt vào trong một cái có được hay không? Giọng trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp, lại có thể mị hoặc như vậy. Gương mặt sau một giây lại kiều diễm như hoa. Anh ta thế nhưng lại nói như vậy trước mặt của đứa bé. Cũng may bên ngoài có tiếng gõ cửa xe hóa giải tình huống lúc này. Lương Úy Lâm mở cửa xe, không có ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nghiêm Quân Hạo. Lương lão đại, cậu thật lớn nha.
để cho đại thiếu gia của Nghiêm gia đây tự mình đi nghênh đón cậu, như thế nào, có phải là rất mở mặt mũi hay không chứ? Trên địa bàn của anh ta, anh đương nhiên phải phách lối một chút, không thì thật sự là phải xin lỗi chính mình nha. Ít nói nhảm đi, đồ đâu chứ? Không để ý tới Nghiêm Quân Hạo đang cố ý trêu chọc, Lương Ủy Lâm chậm giọng nói. Cầm đi, chỉ là mình cảm thấy Nhược Tuyết ăn mặc rất đẹp, cậu cần gì làm điều thừa đó chứ? Giống như là làm ảo thuật, Nghiêm Quân Hạo từ phía sau lưng lấy ra một cái áo choàng màu nhạt đưa cho Lương Ủy Lâm. Nhược Tuyết, hoan nghênh em tới Tokyo chơi. Nghiêm đại ca. Nhược Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Được rồi, Đồng Đồng bảo bối, chúng ta đi vào tìm chị chơi có được hay không? Trong xe, người bạn nhỏ đang nháy mắt to nhìn chằm chằm Nghiêm Quân Hạo. Ba. Người bạn nhỏ thói quen quay đầu lại nhìn ba. Nghiêm Quân Hạo là một trong số ít người bạn mà nhỏ Đồng Đồng chịu tới gần. Nói như thế nào thì anh cũng đã nhìn thấy con bé từ nhỏ cho tới lớn. Đi đi. Lương Ủy Lâm gật đầu, ý bảo hộ vệ phía ngoài mở cửa xe bên kia để cho con gái xuống. Mẹ ạ, hai người phải nhanh lên một chút, sau đó con muốn dẫn mẹ đi cho chị gái nhìn, để cho chị ấy biết Đồng Đồng cũng có mẹ. Bị Nghiêm Quân Hạo bế từ trên ghế ngồi xuống, tiểu tử còn không quên giao phó một phen. Lời nói uất ức của con gái khiến cho Nhược Tuyết cảm giác có cái gì đó cũng đáng giá. Được, chúng ta có thể đi được chưa? Sau khi cửa xe bị đóng lại, Nhược Tuyết cúi đầu hỏi. Đơn độc hai người không chung đụng như thế này làm cho cô có cảm giác không được tự tại. Cô chỉ muốn nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng rời khỏi anh. Mặc cái này lên đi, nơi này lộ liễu lắm thì phải. Đưa tay đem tóc dài của cô vén qua, trên tay của anh có một cái áo choàng màu vàng nhạt. Hai ba động tác mà thôi, anh lại đem áo choàng khoác lên cô. Rất nhanh sau đó đã cài nút thắt vào trên vai của cô. Lương Ủy Lâm thế nào lại giúp cô mặc áo choàng chứ, lại còn thắt quen thuộc như vậy. Đây chính là dọa Nhược Tuyết rồi. Nhìn thật sâu người đàn ông ở trước mặt, người đàn ông lúc trước đi đâu rồi chứ? Như vậy tốt hơn rất nhiều. Giống như hài lòng với kiệt tác của mình, Lương Ủy Lâm nhẹ nhàng dùng tay đem tóc đẩy tới gò má mà kéo xuống. Tay của anh vuốt mặt của cô một cái rồi để xuống. Không biết vì sao khi anh nhìn cô như vậy lại cảm thấy tâm tính thiện lương rất loạn nha. Không phải là như vậy, cô không thể để cho người đàn ông này ảnh hưởng. Anh không có tin, không có tình, chỉ quyết hành hạ cô. Cô nhất định phải giữ cho tim mình thật vững, không để cho mình lăng Nhược Tuyết yếu đuối của năm đó nữa. Chúng ta đi vào được chưa? Cứ như vậy khuyên bảo mình xong, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, dùng âm thanh lạnh nhạt nói. Đi thôi. Xuống xe, đứng ở trước đại sảnh ánh sáng rực rỡ, Lương Ủy Lâm đứng ở bên cạnh cô, vươn tay ra với cô. Nhược Tuyết nhìn cánh tay bền chắc ở trước mặt của mình, giống như là bị xúc động, do dự không dám đưa tay ra. Cô sợ, sợ sau khi đưa tay, cô sẽ không còn là cô nữa. Lương Ủy Lâm là đại kiếp nạn trong đời của cô nhất định là phải tránh ra, nhưng thật sự là rất khó khăn. Em có thể lựa chọn không đi vào cùng với anh, chỉ là người duy nhất thất vọng không phải là anh. Xem tâm tư của cô, Lương Ủy Lâm cũng không thu tay. Được rồi, được rồi, Nhược Tuyết thừa nhận giờ khắc này mình đang mềm lòng. Cô vì con gái của cô, dù hang hùm cô cũng sẽ xông vào. Cô hít một hơi thật sâu, tình nguyện mà khoác tay của anh, cùng với anh đi vào đại sảnh hào hoa của nhà họ Nghiêm. Chùm đèn thủy tinh xa hoa, đại sảnh đồ ăn uống linh đình, một hình ảnh sáng chói lóa xa hoa, bữa tiệc của xã hội thượng lưu từ trước cho tới bây giờ đều là nơi các nhân vật lớn hội tụ, nhất là thế gia tài chính hiện hách như Nghiêm gia. Người chủ của Nghiêm gia thân hình cao lớn, dù đã 60 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, phong thái bá chủ như xưa, nụ cười trên mặt thỏa mãn. Đứng bên cạnh ông ấy chính là con trai nhỏ nhất, cũng là tổng giám đốc Kim Khổng Nghiêm Thị, Nghiêm Tử Hạo. Nghiêm bà, sinh nhật vui vẻ. Lương Ủy Lâm mang theo Nhược Tuyết đi tới trước mặt của người đàn ông này, giơ ly rượu lên mời rượu. Sinh nhật sao? Lần này tới phiên Nhược Tuyết kinh ngạc. Thì ra là nhà mà cô mang tới tham gia sinh nhật của trưởng bối, nhưng cô lại đi tay không tới, phải làm sao đây? Cho dù căn bản người ta không cần quà, nhưng như vậy đã quá thất lễ. Đối với bạn tốt của con trai là Lương Ủy Lâm, Nghiêm đại lão gia thực sự rất quý. Trẻ tuổi như vậy đã đứng đầu hắc đạo Đông Nam Á. Hơn nữa mấy cuộc mua bán lớn làm cho người ta cũng phải giật mình. Ba đứa con của nhà Nghiêm gia, con lớn nhất cả ngày không để ý tới sự nghiệp gia tộc, chỉ thích làm bác sĩ. Còn thứ hai cả ngày mê mẩn làm những chuyện nghiên cứu khoa học lộn xộn kia. Thời gian cả năm không tới 10 ngày ở nhà. Hôm nay sinh nhật của ông mà cũng không có trở về. Cũng may vẫn còn có đứa con thứ ba tiếp quản công ty. Vị tiểu thư này là... Thấy Lương Ủy Lâm ít khi tham gia tiệc tùng cùng với mọi người, nhưng trong tay lại cùng với một giai nhân xinh đẹp, ông không khỏi tò mò.
Tiểu cô nương này dáng dấp xinh đẹp, đang cắn môi dưới, hình như có một chút ngượng ngùng. Mẹ, mẹ ơi, chị ơi, đây chính là mẹ của em. Bọn họ vẫn còn chưa kịp trả lời, hai tiểu cô nương đã từ trên cầu thang chạy xuống. Đi theo sau là bảo mẫu của Nghiêm đại thiếu gia. À, tôi nói, hai vị tiểu tổ tông này, các con chậm chậm một chút. Hai vị đều là công chúa cành vàng lá ngọc, người nào bị thiệt Nghiêm quân hảo cũng sẽ không đền nổi. Mẹ sao? Lúc này Nghiêm đại lão gia kiến thức sâu rộng cũng bị kinh sợ. Đối với Lương Úy Lâm, coi như ông cũng hiểu, luôn luôn là một người đàn ông lãnh khốc, lại lúc này cùng với phụ nữ dính dấp ở chung một chỗ, còn có đứa bé này, coi như là kỳ tích. Những năm này, chưa từng có nghe cậu ta đề cập tới mẹ của đứa bé, không muốn hôm nay thế nhưng lại đem tới dự tiệc sinh nhật. Điều này là có ý nghĩa gì đây cơ chứ? Bảo bối, chơi có vui vẻ hay không? Hướng Nghiêm đại lão gia gật đầu một cái, Nhược Tuyết thân thể khom xuống ôm lấy con gái. Rất vui! Vui mừng ôm lấy cổ của mẹ, Lương Tư Đồng hướng tiểu công chúa của Nghiêm gia giới thiệu mẹ của mình. Chị ơi, đây chính là mẹ của em. Dì à, mạnh khỏe. Tiểu công chúa của Nghiêm gia ăn mặc tinh xảo, ngọt ngào lên tiếng, sau đó xoay người lại, hướng chỗ Tam thiếu. Ba, ôm! Úy Lâm, chúc mừng cậu nha. Là nên chúc mừng một chút, một người đàn ông như vậy bên cạnh, cuối cùng cũng có thể dắt tay một người phụ nữ. Đồng đồng, chúng ta trở về trên lầu thôi. Tiểu công chúa của Nghiêm gia đỡ từ trong ngực của ba đi xuống, đi tới bên cạnh Nhược Tuyết, kéo chân nhỏ của đồng đồng. Nơi này đều là của người lớn, chán chết. Mẹ, có thể hay không chứ? Đồng đồng nhìn mẹ của mình, cô bé thích chơi cùng với chị gái nhỏ đó, cũng thích ở chung với mẹ. Đi đi. Nhược Tuyết khẽ hôn gương mặt của con gái một cái, đặt cô bé xuống. Mẹ sẽ tìm con sau, được chứ? Con gái của cô thật vất vả đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, cho nên phải chơi với bạn đồng lứa nhiều một chút. Được sự đảm bảo từ mẹ, người bạn nhỏ dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu liền nắm tay đi lên lầu. Rất nhanh, Nghiêm đại lão gia bị tân khách tới chúc mừng vây lại rồi, mà Lương Úy Lâm mang theo Nhược Tuyết cùng với Tam thiếu gia của Nghiêm gia và Quân Hạo đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Chuyện của bọn họ không thể hiểu được, Nhược Tuyết cũng không có hứng thú nghe, hơn nữa nghe cũng không hiểu. Nhưng đã qua một giờ, như thế nào vẫn còn chưa nói xong. Bọn họ sốt cuộc còn phải tán gẫu tới bao giờ đây? Nhược Tuyết cúi mặt nhìn đôi giày cao gót 5 tấc ở trên chân, đứng thật lâu cũng thật đau, nhưng cô lại không dám tránh ra. Hai chân mày cau lại, hai cái chân không nhịn được động đậy vài cái. Lương Úy Lâm cảm thấy cử động của cô, còn người sắc bén đảo qua cũng đã hiểu tình trạng của cô. Sau khi gật đầu với Tam thiếu và Nghiêm Quân Hảo đang cười xong, kéo cô tới khu nghỉ ngơi. Đi khỏi đại sảnh ồn ào, Nhược Tuyết suốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Náo nhiệt như vậy, cô có chút không thích ứng. Được rồi, ngồi chỗ này một chút thôi, được hay không? Sau khi đỡ cô ngồi xuống, Lương Úy Lâm đứng ở trước mặt của cô, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Một mình em ngồi chỗ này là được rồi. Nhược Tuyết ngồi xuống, không có quen Lương Úy Lâm như vậy. Anh mới vừa rồi cùng với Nghiêm Tam thiếu nói vẫn còn chưa hết lời, vậy không mau tới, anh ở nơi này cô cảm thấy không thoải mái. Có muốn ăn gì hay không? Cho dù cô không để ý anh, thế nhưng anh lại không yên lòng để cho cô một mình ngồi ở chỗ này. Cứ để em tự nhiên đi. Người đàn ông này thật là nghe không hiểu trong lời nói của cô muốn đuổi người hay sao chứ. Cô lạnh nhạt quả nhiên khiến cho một người đàn ông khó chịu, hơn nữa là cực kỳ khó chịu. Chỉ một ngón tay nâng cằm của cô lên, tình huống khiến cho cô không kịp nói lời nào. Trên môi cô bị cắn một cái, chưa dứt vẫn còn đứng dậy nhỏ giọng nói ở bên tai. Ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi đâu. Sau đó xoay người đi ra ở bên ngoài. Người đàn ông này thực sự là quá đáng. Anh có biết hay không, khu nghỉ ngơi cách đại sảnh ở bên ngoài chỉ một tấm kính thủy tinh trong suốt. Bọn họ ở chỗ này, mọi cử động đều bị người ta nhìn thấy. Hơn nữa anh lại dùng đầu lưỡi. Có người thấy, Lương Úy Lâm sau khi rời khỏi đây, bắt đầu nhìn bên này rồi, thực sự là mất thể diện. Không tự chủ được, giơ tay lên lau hơi thở của anh trên môi của cô. Cô đang quay mặt, nhìn sang phía bên ngoài, chợt thấy anh ngừng lại, lại nhìn về phía cô một chút, sau đó ngắc phục vụ, kêu nói mấy câu, sau đó hướng tới Nghiêm Tam thiếu ở bên kia đi tới. Không nghĩ tới, mới chỉ một hồi mà thôi, tên phục vụ kia đã đẩy xe thức ăn tới đây. Lăng tiểu thư, cô có thể vừa ở chỗ này, vừa nghỉ ngơi vừa dùng cơm. Cảm ơn. Cho đến khi người phục vụ đó ra ngoài, Nhược Tuyết mới hết kinh ngạc. Lương Úy Lâm cũng có lúc tỉ vỉ như vậy hay sao chứ? Thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, Nhược Tuyết cảm thấy rất tốt. Cô cầm lấy đũa, chọn lấy món ăn mà mình thích, từ từ mà ăn. Không hổ là yến tiệc của hảo môn, thức ăn bình thường nhất cũng có thể ngon tới như vậy.
cô vui vì được một mình tự do tự tại, ăn những thứ mà mình muốn. Nhưng giống như có một người không muốn cho cô được thoải mái. Đồ ăn có ngon hay không? Tiểu thư xinh đẹp. Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên ở lối đi vào phòng nghỉ. Thả đĩa ở trong tay, Nhược Tuyết ngẩng đầu. Một người đàn ông đang đứng ở cửa. Chính xác là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan thanh nhã, có một chút cảm giác quen thuộc. Chính là cảm giác quen thuộc này luôn khiến đối với đàn ông không gần cũng không để ý. Nhưng Nhược Tuyết rất lễ phép trả lời anh ta. Rất ngon. Lúc lấy được đáp án, trên mặt của người đàn ông tươi cười rực rỡ, trực tiếp đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Bữa tiệc của Nghiêm gia cho tới bây giờ cũng không bao giờ mất đi tiêu chuẩn. Cô nhàn nhạt gật đầu, muốn cho anh ta biết điều mà đi ra. Nơi này mặc dù là chỗ nghỉ ngơi, chỉ là cô chú ý, ngoài cô ra cũng không có người đi vào. Rất rõ ràng nơi này không phải là nơi để cho khách tân sử dụng, phải là người có quan hệ mật thiết với Nghiêm gia mới có thể đi vào. Người đàn ông này khá lớn mật, không có bất kỳ dưới sự hướng dẫn của người nào mà cứ như vậy tiến vào bên trong. Cô... Người đàn ông kia tiến tới phía trước, tới gần Nhược Tuyết. Nếu như anh muốn ăn, có thể ra bên ngoài. Nhược Tuyết không thích quá gần người đàn ông khác, đưa tay chỉ ra ngoài. Cô không nhớ tôi hay sao? Người đàn ông thấy cô càng lui về phía sau, không tiến tới gần nữa, ngồi ở nơi đó, khơi lên mày đẹp, dùng quả quyết để nói. Thật xin lỗi, tôi... Nhược Tuyết nghiêm túc quan sát anh ta. Anh ta là ai chứ? Tại sao phải nói cô biết anh ta đây? Trong đầu của cô quay quay một vòng, nhưng thế nào cũng không thể nhớ nổi tới người này. Nhìn anh ta lớn hơn cô vài tuổi, Nhược Tuyết cũng có một chút không nhớ nổi dáng vẻ. Hắn nhắc nhở, cô đối với hắn thế nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng kể từ khi tiến vào trong hội trường, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã biết cô. Không nghĩ tới, nữ sinh non nớt năm đó, hôm nay lại là một người phụ nữ quyến rũ động lòng người như vậy. Nhưng hắn lại càng không nghĩ tới, cô lại là người phụ nữ của Lương Úy Lâm. Nhưng là phụ nữ của Lương Úy Lâm thì sao chứ? Hắn phát hiện mình đã động lòng với cô. 9 năm trước, vậy muốn ngược dòng tới khi nào chứ? Cô cau mày, lần nữa cẩn thận nhìn ngũ quan của anh ta, hầu hết đầu óc suy tư, nhớ lại, nhưng không được. Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Bộ mặt của người đàn ông chợt mất đi nụ cười, trong mắt đen bóng nhìn xuống. Người phụ nữ này, cô chính là muốn đả kích tôi hay sao chứ? Thật xin lỗi. Cô thật sự là không nhớ tại sao người đàn ông này kiên quyết nói cô biết anh ta. Đợi một chút, Nhược Tuyết lặng lẽ dương mắt, bên người giống như có người chú ý tới tại sao anh ta vẫn còn chưa đi. Nhưng cô muốn tìm người kia thì không biết đã đi ở nơi nào. Nơi này là địa bàn của Nghiêm gia, sẽ không có người tổn thương cô được. Nhưng cô không thích cùng với người đàn ông xa lạ này ở chung một chỗ. Nếu như anh ta không đi, vậy thì cô sẽ đi. Đang muốn rời đi, người đàn ông kia lại ngăn lại. Chờ một chút, cô thực sự không nhớ hay sao chứ? Hắn than thở, hắn nói thẳng ra đi, nếu không cô sẽ đi, mà hắn thực sự không muốn để cho cô đi nhanh như vậy. 9 năm trước, trong nhà vệ sinh của siêu thị, tôi bị thương rất nghiêm trọng, cô ném cho tôi một bọc bông, sau đó còn băng bó cho tôi. Chuyện lớn như vậy cô lại dám quên, đây chính là sự sỉ nhục mà hắn không thể quên được. Đầu óc của cô vòng vo, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra, anh ta chính là cái người đàn ông bị trúng đạn. Thì ra là anh ta. Ngày đó khắp mặt của anh ta đều là máu, cô căn bản không thấy rõ. Nhưng sao anh ta lại nhớ được cô chứ? Anh còn chưa chết sao? Lời nói vừa vụt ra khỏi miệng, Nhược Tuyết mới phát giác mình hỏi thật sai rồi. Thật xin lỗi. Ai bảo ngày đó anh ta cũng không rõ ràng như muốn dọa chết cô chứ? Cô cho rằng hiện tại đứng trước mặt của cô là hồn ma hay sao chứ? Hắn lần nữa than thở, người phụ nữ này cứ như vậy mà nghĩ hắn sẽ chết hay sao chứ? Thì ra mấy năm không gặp, cô vẫn có thể làm cho người khác bực bội. Tôi là Đoàn Dạ. Hắn cười khổ, duỗi tay về phía cô. Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên đi rồi. Anh cứ từ từ mà ăn. Ăn cái gì chứ, đồ ăn của cô vẫn còn dư lại. Nhược Tuyết đứng dậy, lướt qua anh ta, lại bị anh ta ngăn cản. Đừng có đóng vội, tôi rất muốn gặp lại cô, nói với cô một tiếng cảm ơn. Dù đang là lúc ấy, cô thực sự muốn làm cho hắn tức chết. Anh đừng khách khí. Tôi vội cho nên cái gì cũng không thể giúp anh được, không phải hay sao? Tôi cũng muốn đi ra ngoài, tôi có thể mời cô nhảy một điệu hay không chứ? Phía bên ngoài sàn nhảy đã mở, hắn lễ độ nói lên muốn mời cô. Ngày đó mặc dù cô chọc giận hắn gần chết, nếu là những năm gần đây, hắn muốn hỏi thăm tung tích của cô, nhưng sao không thể nào tìm được. Hôm nay may mắn hắn gặp lại cô ở đây, sao có thể để cho cô đi chứ? Dù cô là người của Lương Úy Lâm thì sao chứ? Sợ rằng là không được. Một đạo âm thanh lạnh lạnh thay cô quyết định. Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Úy Lâm đứng sát ở bên mình,
ánh mắt của hắn thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng. Anh tới lúc nào chứ? Mới vừa rồi cô ở trong đại sảnh, thế nhưng lại không tìm được anh. Nhưng tại sao anh nói không được chứ? Sợ anh ta hay sao? Đoàn Giá thấy Lương Úy Lâm trên mặt nổi một nụ cười, hắn cúi đầu tới gần bên tai của Nhược Tuyết, nhẹ giọng mà nói. Sợ anh? Người nào sợ anh chứ? Có lẽ là mấy năm trước cô rất sợ anh, nhưng hiện tại cô tại sao lại phải sợ anh ta chứ? Vốn cô không muốn đồng ý với người đàn ông này, chỉ là thấy Lương Úy Lâm, người đàn ông kia, nói rằng cô sợ anh, cho nên cô chợt thay đổi chủ ý. Người nào sợ anh ấy chứ? Không sợ, vậy thì để tôi mời cô. Vì tiểu thư xinh đẹp này, ngày cùng với tôi một bài thôi. Nhược Tuyết đem cánh tay mảnh khảnh đưa tới lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông mà cô mới quen dắt cô đi tới đại sảnh, nơi đó nhạc đã nổi lên. Nhưng ở trong miệng, mặc dù nói là không sợ, nhưng lúc đi qua bên người của anh thì Nhược Tuyết không khỏi run rẩy một cái. Tay ở trong tay của người đàn ông kia đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Cô công khai khiêu khích Lương Úy Lâm như vậy hay sao? Anh tại sao lại không tức giận chứ? Nếu như anh tức giận thì cô không phải là chết thảm rồi hay sao chứ? Nhưng anh lại không có tức giận, cặp mắt của anh yên lặng nhìn bọn họ đi vào sàn nhảy, không nói một lời nào là sao chứ? Trong sàn nhảy, mọi người nhìn chăm chú, đoán bọn họ là tổng giám đốc SNC và bạn gái của hắn. Nam cao lớn tuấn nhã, nữ kiều mỹ mê người, mọi người trong đại sảnh đều nhìn ra được. Nhưng tại sao trong mắt của người xem có vẻ như chướng mắt, thoạt nhìn chẳng phải xứng đôi hay sao? Nụ cười lạnh lùng nổi lên ở khóe miệng, thật ra thì trong lòng đang bốc hỏa. Nhưng còn có người không chịu tha, tới đổ thêm dầu vào lửa. Lâm à, có cảm giác gì chứ? Cách người này trừ Nghiêm đại thiếu gia thì không có ai để khác hơn. Cầm ly rượu trong tay đứng ở bên cạnh Lương Úy Lâm, Nghiêm Quân Hảo cười nhìn đôi nam nữ đang nhảy trong cái sàn nhảy kia. Đoàn Giả. Lương Úy Lâm nhẹ nhàng khạc ra cái tên đó. 9 năm trước anh ta đã bỏ qua cho hắn, không có nghĩa là 9 năm sau hắn lại có được may mắn như vậy. Huống chi hiện tại không chỉ có ở trên phương diện làm ăn công khai cạnh tranh cùng với Lương Thị, hắn lại còn dám can đảm cùng giành phụ nữ với anh. Không phải là hắn sao? Snyder chính là Đoàn Giả. Lâm à, mạng lưới tình báo của cậu không phải là lạc hậu đến mức độ này rồi đấy chứ? Cậu cứ nói đi. Lạnh lùng nhìn cái đôi đang nhảy trong sàn nhảy kia, nếu như có thể anh nhất định sẽ xông lên phía trước chặt cái tay đáng chết của người đàn ông kia. Mình đi trước đây. Ánh mắt của Nhược Tuyết vừa đúng nhìn qua bên này, Nghiêm Quân Hảo giơ lên ly rượu trên báo cho biết, sau đó đi tới một chỗ khác. Nhược Tuyết không hiểu tại sao đôi mắt của cô luôn không tự chủ mà nhìn về phía anh. Anh đứng ở nơi đó, một thân quần áo đen. Sau khi Nghiêm Quân Hảo tránh ra, cả người của anh tản ra hơi thở lạnh lùng, khiến cho nhiều người không dám tới gần để nói chuyện. Dù cái gì cũng không làm, chỉ đứng đó, nhưng anh vẫn là tiêu điểm của mọi người. Người đàn ông trời sinh như vậy thực sự không phải là tầm thường. Cô cứ tiếp tục nhìn anh ta như vậy, tôi nghĩ có phải là mình trong suốt rồi hay không chứ? Đoàn Dạ cúi đầu nghiêm túc nhìn cô. Nhược Tuyết vội vàng thu hồi lại ánh mắt quan sát, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Tôi nào có chứ? Có đánh chết cũng đều không thừa nhận mình mới vừa nhìn trộm Lương Úy Lâm. Cô quyết định trừ con gái, cô cùng với người đàn ông này, cuộc đời này sẽ không còn gì khác. Vậy thì nghiêm túc khiêu vũ với tôi đi, có được hay không? Đoàn Giả cố ý nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, cúi đầu thân thiết bên tai của cô nói, giống như đã có người nào đó nhịn không nổi nữa rồi. Lương Úy Lâm, ngươi thật là có thể nhìn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực lại có thể lãnh tĩnh như vậy hay sao chứ? Bộ dáng của hắn ôn nhã, có mấy phần giống với Trung Tử Mặc, gợi lên đau lòng trong cô. Dù sao thì anh Tử Mặc đối với cô thật tốt, nhưng cô lại không có cách nào tiếp nhận. Thật xin lỗi, tôi nhảy không được tốt cho lắm. Cô cúi đầu, mới vừa rồi suýt nữa thì giẫm lên chân của hắn ta. Nếu như không phải là anh ta dẫn dắt rất tốt, đoán chắc là cô đã bị chê cười. Không sao, ít nhất là không có giẫm lên tôi. Cảm ơn anh. Cười cười với anh ta, đơn giản mà dịu dàng. Lương Úy Lâm lặng lặng nhìn người phụ nữ kia. Con mẹ nó chứ, cô lại cười với hắn. Gương mặt hồng hào, người phụ nữ đáng chết, ở chung lâu như vậy, cô chưa bao giờ cười với anh như vậy. Hôm nay lại cười ngọt ngào với người đàn ông chỉ mới quen biết qua. Cô ở trước mặt của anh, trước kia chỉ có sợ cùng với khẩn trương. Dù lúc cô thích anh, vẫn chỉ là hoảng loạn. Gặp lại lần nữa, chỉ ở trước mặt con gái, cô đối với anh thì lạnh nhạt, chỉ mong ước vạch rõ giới hạn với anh. Anh có thể lý giải sự lạnh nhạt của cô. Dù sao thì anh đã thực sự tổn thương cô, để cho cô đau lòng tới mức cực điểm. Anh vẫn thích cô sao? Giờ khắc này Lương Úy Lâm thừa nhận với chính mình, anh vẫn còn yêu cô, yêu người phụ nữ đã làm cho anh bị tổn thương. Nhưng hôm nay cô đã trở nên mỹ lệ mê người, trở về lại không còn sợ anh nữa, cũng không hề để ý tới anh nữa.
Cô như vậy làm cho anh rất khó chịu, khó chịu vô cùng. Còn mẹ nó chứ, tên đàn ông kia lại dám để tay ngang hông của cô, mà cô lại còn cười với hắn, ép anh tới nỗi sắp mất khống chế. Nếu anh để cho cô như vậy mà kích thích anh, tên tuổi của Lương Úy Lâm không phải là không đáng để nhắc tới đấy chứ. Đặt cái ly ở trong tay xuống, anh cất bước hướng tới chỗ của bọn họ. Anh gạt tôi. Nếu như không phải đứng ở trước mặt mọi người, Nhược Tuyết nghĩ cô nhất định sẽ cười to. Lời của cô vẫn còn chưa nói hết, liền bị một cỗ lực cường ngạnh kéo ngã, đồng thời ngã vào một lồng ngực bền chắc, hơi thở quen thuộc, không cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Lương Úy Lâm, anh làm gì thế? Cô không có chọc tới anh, người đàn ông này đột nhiên chạy tới, kéo tay của cô lôi đi. Chuyện này khiến cho mọi người đang khiêu vũ cũng phải dừng lại, yên lặng. Đi! Anh kéo cô ra ngoài, lại phát hiện cô bất động, quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia đang ôn hòa, giữ một cánh tay của cô lại. Lương tiên sinh, cô ấy giống như không muốn đi theo anh. Thanh âm kiên định dịu dàng. Đoàn giả, 9 năm trước tao bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi có xác định vận may của ngươi có thể kéo dài tới ngày hôm nay hay không chứ? Anh nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt rét lạnh có thể làm đông cứng mọi người. Không bằng anh tới hỏi Nhược Tuyết, cô ấy có chịu đi theo anh hay không chứ? Đoàn giả vẫn còn cười, trên đời này dám nói chuyện với Lương Úy Lâm như vậy, Đoàn giả hắn cũng được tính là một người có gan lớn. Lương Úy Lâm, anh buông tay tôi ra. Nhược Tuyết liều mạng rút cái tay bị anh nắm chặt, nhưng không được, anh giống như kìm sắt đã khóa lại rồi, không nhúc nhích được chút nào. Người đàn ông đáng ghét muốn bẻ tay của cô sao? Cô sắp giận tới điên rồi, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cô thực sự không muốn làm người ta nữa rồi. Nghe chưa, cô ấy bảo anh buông tay. Đoàn giả nhẹ nhàng nắm một cánh tay khác của Nhược Tuyết, cười vô hại. Không nghĩ tới, ở trên đường đời Lương Úy Lâm cái gì cũng không thể làm được, nhưng lúc này lại có lúc hơn nữa, còn ở trước mặt Đoàn giả. Lương Úy Lâm nhìn cô thật sâu, sau đó thì buông tay ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Nhược Tuyết. Lương Úy Lâm lúc nào lại tốt như vậy chứ, căn bản là không giống với tính cách của anh ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tình huống biến hóa hết thảy. Ai cũng không nhìn thấy rõ ràng anh làm gì, anh chỉ giơ tay lên lùng lầy một cái mà thôi. Bành, cả người của Nhược Tuyết bị anh ôm vào trong lòng, mà Đoàn giả đứng ở đó chỉ có thể nhìn gia nhân bị kẹp hai bên. Đoàn giả đang muốn đuổi theo thì Nghiêm Tam Thiếu đang xem náo nhiệt kéo lại. Đoàn tổng giám đốc, tôi có một chút vấn đề nghiệp vụ muốn hỏi anh một chút. Thật xin lỗi, hôm nào thôi. Hiện tại đuổi theo gia nhân là quan trọng hơn, công việc trước để qua một bên. Tôi nghe nói tập đoàn S&D đang cố gắng cùng với ngân hàng đầu tư ở Tokyo. Nghiêm Tam Thiếu cười cười mà nói, người nào không biết Nghiêm thị kim khống ở giới tạo chính của châu Á mà nói, không lay chuyển được địa vị ở đây. Bước chân rốt cuộc ngừng lại, một hồi lâu. Phải, ai lại không dám nở mặt Nghiêm thiếu gia cơ chứ? Anh đem cô từ đại sảnh tới chỗ cầu thang lên cầu 2. Người đàn ông này đối với Nghiêm gia rất quen thuộc tới nỗi, mặc kệ là cô dãy giụa, anh đều mang cô tới phòng. Trời đất cay cuồng, không kịp thấy rõ căn phòng như thế nào, đã bị hơi thở quen thuộc đó hùng hăng chặn đôi môi. Không kịp đóng cửa, anh đã đem cô tựa vào vách tường, đầu lưỡi thô lỗ mang theo oán khí cùng với bất mãn. Không hề lãng phí thời gian chui vào trong miệng của cô, điên cuồng cắn mút lấy ngọt ngào của cô, cho tới khi anh buông cô ra thì cô đã không còn hơi sức để mà dương oai nữa rồi. Không gọi sao? Hả? Đôi tay vẫn còn ôm chặt lấy eo của cô, anh cúi đầu nhìn gương mặt hồng hồng của cô. Cô thở hổn hển, cố gắng ngước đầu trừng anh. Anh phá thần kinh cái gì chứ? Người đàn ông kia, em cách hắn xa một chút. Tôi buồn lui tới với ai, mắc mớ gì tới anh chứ? Nhìn anh giống như đang nói cô là của anh, làm cho cô tức giận không thôi. Anh tại sao lại như vậy chứ? Đừng để cho hắn tới gần em lần nữa. Anh là cái gì của tôi chứ? Tại sao tôi lại phải nghe lời anh? Anh thực sự là buồn cười. Bọn họ bây giờ nhiều nhất chỉ có chung một đứa con. Ngoài ra là xa lạ, dựa vào cái gì mà anh lại ra lệnh cho cô? Anh là gì của em sao? Em nói cho anh biết. Hai tay của anh đưa vào trong váy của cô, chính là người đàn ông ghê tởm. Lời nói như kiểu tán tỉnh ám muội, làm cho gương mặt của cô không có tiền đồ, đỏ mặt, giận dữ mà hét. Anh là ai chứ? Không phải là người hay sao? Tôi ghét nhất là người như anh. Ghét sao? Đúng, tôi ghét anh, tôi ghét nhất người như anh. Nếu như không phải vì Đồng Đồng, tôi mới không cần gặp lại anh nữa. Mới vừa rồi, người đàn ông kia còn hơn anh đó. Mà anh so ra còn kém hơn cả anh ta. Muốn chọc giận người khác cô cũng có thể chứ. So ra kém. Ôm cô nặng nề ném lên giường, trực tiếp ném cô xuống. Cũng may giường mềm mại, nếu không ngã như vậy mặt mũi sẽ sưng lên. Người phụ nữ này thật biết cách chọc giận anh, dám nói anh kém hơn người đàn ông kia. Cô có gan thì lặp lại lần nữa xem.
đôi môi đã bị sưng đỏ, lần nữa bị chặn lại. Anh dùng hết sức để mà cắn cô, như muốn nuốt cả môi của cô vào bên trong. Cô liều mạng giãy giụa nhưng không thể động đậy được. Đây chính là hôn hay sao? Hô hấp của cô trở nên dồn dập, mà lưỡi của anh chặt chẽ, chặn cô ở trong miệng, không thể mở miệng ra. Cô giãy giụa kịch liệt, nụ hôn của anh lại càng ngày càng điên cuồng. Lăng Nhược Tuyết, em hãy nhớ, em chính là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ của Lương Quý Lâm anh. Em dám nói anh kém hơn người khác, em thử một chút xem. Anh thả môi của cô ra, chống đỡ hai bên tai của cô, hùng hăng mà uy hiếp. Tôi mới là không phải, anh kém hơn hắn. Cô vẫn còn chưa nói xong, lần nữa như cũ, nước miếng điên cuồng bị trao đổi, tư vị đầy nam tính đó làm cho cô bị hôn mê. Lúc cô ngất đi, anh cũng buông cô ra. Bang! Một cái tát vọng về trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn soi rọi, sắc mặt của anh thoáng qua một tia kinh ngạc. Người phụ nữ này tại sao lại dám tát anh chứ? Anh chính là người quyền lực nhất. Nhược Tuyết ngồi trên giường, lui về phía sau, nhưng sau lưng là đầu giường, cô lại không thể lui nữa. Lòng bàn tay chuyển tới đau rát, đang nhắc nhở cô, mới vừa rồi cô thực sự đánh người đàn ông kia một cái tát. Không thấy anh đau, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới tôn nghiêm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Mặc dù ở trong lòng rất sợ, nhưng cô lại không muốn yếu thế trước mặt của anh ta. Đáng đời anh, ai cho anh? Nghĩ tới lúc vừa rồi hôn cuồng dã, thế nhưng gương mặt của cô lại nóng lên. Nếu như anh không dừng lại, cô nhất định sẽ bị trầm luân. Người phụ nữ này, quả nhiên là rất hung dữ. Anh đưa tay sờ sờ nơi bị đánh, nhàn nhạt mà mở miệng. Cô thực sự làm cho anh phải thay đổi cách nhìn về cô rồi. Anh không phải là uống lộn thuốc đấy chứ. Đánh anh như vậy, anh còn có vẻ tán thưởng. Hay là cái tát của cô làm cho đầu của anh hỏng rồi? Em, nhớ anh vừa rồi, nói cái gì với em hay không chứ? Tại sao tôi phải nghe lời của anh nói chứ? Nhìn anh càng tới gần, Nhược Tuyết không biết vì sao lại cảm thấy Lưu Ý Lâm trong tưởng tượng của cô không hề đáng sợ. Có lẽ lần trước, chuyện ăn kem đó, vừa rồi cô tát anh không nên so đó với lá gan của cô, càng lúc đã càng lớn. Bởi vì anh là người đàn ông của em. Như vậy còn chưa đủ hay sao chứ? Anh không biết xấu hổ sao? Tôi mới không cần làm người phụ nữ của anh. Cô có quá nhiều ất ức như vậy là quá đủ rồi. Người nào lại ngu ngốc tới mức từ trong địa ngục bỏ ra ngoài rồi lại tự động nhảy về cơ chứ? Không cho nói chuyện với những người đàn ông khác, cũng không cho cười với những người đàn ông khác, càng không cho người đàn ông khác đụng vào người. Từng chỗ trên người của em đều là của anh. Anh dựa vào cái gì chứ? Anh cho rằng cô là đầy tớ của anh hay sao chứ? Chỉ bằng anh là người đàn ông của em, người đàn ông duy nhất. Anh đi chết đi. Ông trời tha thứ cho lời nguyền rủa độc ác của cô đi. Ai kêu người đàn ông này lại quá đáng như vậy? Thiên hạ có nhiều đàn ông như vậy, tại sao nói anh là người đàn ông duy nhất của cô chứ? Dù là sự thật thì thế nào chứ? Em toàn thân, từ cao xuống thấp, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài đều là của anh, không phải hay sao? Lương Quý Lâm, anh uống lộn thuốc hay sao chứ? Nghe lời nói như vậy, Nhược Tuyết đang khẩn trương và sợ, nhưng tất cả đều thay đổi. Cô hiện tại lo Lương Quý Lâm có phải là uống nhầm thuốc hay là đã bị cô đánh cho chấn thương sọ não rồi. Cô cần thời gian để tiêu hóa. Không phải. Tôi có thể hiểu rằng anh đang ghen hay sao chứ? Vẻ mặt đầy tò mò tới gần phía trước, cẩn thận nhìn gương mặt lạnh lùng, mắt của anh nhìn cô chằm chằm không rời khỏi. Em cảm thấy như thế nào thì chính là như thế đó. Anh sảng khoái thừa nhận, sắc mặt ban đầu sợ sệt của Nhược Tuyết đều đã thay đổi. Rung động như vậy so với lúc trước Lương Ý Lâm nói yêu cô càng làm cho cô giật mình hơn. Không chỉ có giật mình, cô thực sự sợ, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng mà nhỏ giọng nói. Lăng Nhược Tuyết, em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh thôi. Nếu như em dám để cho người đàn ông khác đụng vào một sợi lông của em, thì anh sẽ một phát súng mà giết chết hắn. Nhược Tuyết thực sự bị dọa cho sợ rất nghiêm trọng. Sau giả tiệc ngày hôm đó, những ngày cũ như lặng lẽ trôi qua, nhưng luôn luôn có một cảm giác không giống nhau. Nhược Tuyết ngồi trong phòng khách, nhìn xung quanh cảnh vật xinh đẹp, làm cho người ta âm thầm thở dài. Một tuần trước, bọn họ rời Tokyo, trở về biệt thự ở Suix. Sau nhiều năm cô gặp lại Nhan Thanh Uyển, Nhược Tuyết đã có thể bình thường mà đối diện với bà. Chung đụng với bà nhiều ngày, Nhan Thanh Uyển rất yêu thương Đồng Đồng, thương yêu tới mức bản thân cô là một người mẹ cũng thấy mình không xứng. Lương Ý Lâm sau khi đưa cô và con tới nơi này, rồi lại đi nơi nào, Nhược Tuyết cũng không muốn hỏi. Cô chỉ yên lặng, muốn trải qua cuộc sống này. Anh không có ở đây, có thể làm cho lòng của cô bình tĩnh. Đúng vậy, cô càng ngày càng sợ đối mặt với anh ta. Cô sợ là lời nói của anh ta chính là thật. Cô sợ anh đang tìm thứ mà cô không thể cho anh. Cô sợ, rất sợ. Mặc dù lần nữa cùng nhau anh lại không thích nói cô, nhưng cô cảm giác anh đối với cô không giống, vô cùng là không giống.
Mấy ngày kia ở Tokyo, anh mỗi ngày xử lý xong công việc, sau đó sẽ ở cùng với cô và con gái. Dù không làm gì, cứ như vậy, nhìn hai mẹ con cô đi chơi, anh càng ngày càng thích nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen nhánh làm cho cô sợ. Nếu là của người khác, cô sẽ cho là dịu dàng, nhưng lại thấy Lương Úy Lâm cho nên cô không dám nghĩ như vậy. Cũng may, hiện tại anh không có ở đây, cô an tâm mà sống qua ngày rồi. Mẹ, có phải bà ở đây, mẹ không vui hay không chứ? Sau khi ngủ trưa dậy, Lương Tư Đồng vốn ngủ cùng với mẹ, thế nhưng lại không có. Cô bé từ trên giường trượt xuống, nhìn mẹ đang ngồi ở chỗ đó mà than thở. Tiểu quỷ, nó lung tung gì vậy chứ? Mẹ nào có chứ? Ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại, Nhược Tuyết siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, khẽ cười mà nói. Còn nói là không có, con biết được, mẹ không phải là đứa bé ngoan. Cái đồ tiểu bại hoại này. Thấy con gái sáng sủa hết rất nhiều, cô rất vui. Bây giờ Đồng Đồng chỉ là người bạn nhỏ mới có 3 tuổi, đã hoạt bát đáng yêu, mặc dù chỉ giới hạn với người ở trong nhà. Xem ra tình thương của mẹ thực sự là rất vĩ đại. Tiểu thư, cô chủ nhỏ, trà chiều đã chuẩn bị xong xuôi. Đang lúc đó thì người giúp việc bưng lên 2 đứa bánh ngọt và sữa tươi, còn có một ấm hoa trà mà cô thích nhất. Cảm ơn. Nhược Tuyết lấy phép trả lời, cuộc sống của Nhan Thanh Uyển vô cùng có quy luật, cho nên họ cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của bà. Mẹ, vậy mẹ không thích ba hay sao chứ? Từ trong ngực của mẹ trượt xuống, ngồi ở vào cái ghế đối diện, người bạn nhỏ ăn một miếng bánh, sau đó đặt một câu hỏi. Bảo bối, sao con lại hỏi như vậy chứ? Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn con gái trong mắt của mình. Bởi vì mẹ nhìn ba đều là như thế này. Tiểu tử lần nữa, nửa nhắm mắt, nửa mở mắt, học dáng vẻ lãnh nhược băng xương của Nhược Tuyết. Thật sự là vô cùng đáng yêu. Cô bật cười, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cảm thán mà lắc đầu. Cũng không biết là học được từ nơi nào chứ. Nếu như mà ba làm sai, mẹ đừng có giận ba có được hay không? Động tác của người bạn nhỏ nhanh nhẹn, ngồi vào trong ngực của mẹ cô, bộ mặt mong đợi nhìn. Cô bé yêu ba, cũng yêu mẹ, nhưng tại sao mẹ trở về lâu như vậy, chưa từng thấy mẹ nói chuyện với ba một câu nào. Cũng không giống như ba mẹ của chị gái nhỏ, sẽ ngồi chung nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau đưa chị ấy đi chơi. Tất cả đều là mẹ chị ấy đi phía trước, còn ba thì theo phía sau. Như vậy có kỳ quái hay không chứ? Mẹ không có tức giận. Đưa tay xoa nắn tóc mềm mại của người bạn nhỏ, Nhược Tuyết có mấy phần nổi giận. Có thể không nói với anh hay sao chứ? Cô chỉ là không muốn thân mật với anh thôi. Cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian này, anh không hề cưỡng cầu cô ở chung với anh nữa. Cũng không có những cử chỉ quá mức. Nhiều lắm, chỉ là dùng ánh mắt như muốn lột hết quần áo của cô, nhìn cô chằm chằm mà thôi. Nhưng cô tức giận, cô không có sao. Nhược Tuyết, con không có tức giận là tốt rồi. Giọng nói lạnh nhạt mà thanh nhã, như chuyển qua trái tim dịu dàng vô cùng, không quay đầu cũng biết đó là người nào. Nương nương, bà đã tới rồi. Cô bé thích gọi Nhan Thanh Uyển là nương nương, thấy bà đi vào, trượt khỏi ngực của mẹ, chạy tới dính chặt chân của bà. Dì Nhan. Nhược Tuyết muốn đứng lên, lại bị Nhan Thanh Uyển ngăn cản. Nhược Tuyết, cứ ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Nụ cười nhàn nhạt vẫn lơ lửng ở trên mặt, Nhan Thanh Uyển đi tới, áo dài phóng khoáng, trên mặt đều là vẻ bình tĩnh. Thì ra trên đời này có một cô gái, gương mặt như tranh vẽ, vẻ mặt như nước, hình như trần thế, đều có vẻ không liên quan tới cô. Nương nương, ăn bánh ngọt. Bàn tay trắng nõn, nộn nộn nhỏ bé, đang cầm đĩa bánh, nhẹ nhàng nâng lên ở trước mặt của Nhan Thanh Uyển. Bảo bối, ăn ngoan là được rồi. Nhận lấy bánh ngọt người bạn nhỏ đưa tới, Nhan Thanh Uyển đưa lại trước mặt của cô bé. Con mắt không đảo, nhìn bảo bối trước mặt, giống như con gái của bà lúc nhỏ y như đúc. Mỗi lần nhìn, lòng của bà lại cảm thán. Thì ra ông trời cũng không có bạc đãi bà, đã đem trả tiểu ngữ lại cho bà rồi. Nhược Tuyết, có phải là ở đây không có vui vẻ hay không? Nhan Thanh Uyển cười cười, nhẹ nhàng linh hoạt, vén mép váy ngồi xuống bên cạnh. Nhìn phong cảnh xa xôi, không thể tưởng được con sông tươi đẹp như vậy làm họa cho bà say mê. Dạ, không có. Nhược Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, cô thực sự không có không vui. Chỉ cần có thể ở chung một chỗ với bảo bối, thật ra thì ở đâu cũng đều giống nhau. Có phải là Úy Lâm không có ở nơi này bội các con? Dạ, không có. Nhược Tuyết rú mắt xuống, không dám nhìn thẳng Nhan Thanh Uyển. Anh không có ở bên cạnh, cô lại cảm thấy tự tại. Những lời này cô sao có thể nói trước mặt của Nhan Thanh Uyển chứ? Nhược Tuyết, thật xin lỗi. Nhan Thanh Uyển đưa tay, cầm lấy tay của Nhược Tuyết, tựa như năm đó bạn dắt tay con gái nhỏ của mình. Dì Nhan à, dì không cần phải nói xin lỗi với con, là con có lỗi với Đồng Đồng. Chuyện năm đó, Nhan Thanh Uyển một mực quan sát,
bà chưa từng trách cô, bà nên nói xin lỗi với cô mới đúng chứ. Bởi vì Lương Úy Lâm đã đối xử với cô không tốt. Nhưng vậy thì thế nào đây? Chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm như vậy, ân oán mấy đời, bà không muốn truy cứu. Ai đúng ai sai, người nào phân cho rõ ràng đây cơ chứ? Nhược Tuyết, con có thể vui vẻ là được rồi. Nhan Thanh Uyển thở dài, bà nhìn sâu vào đôi mắt của Nhược Tuyết. Nơi đó đã là một mảng yên tĩnh như nước. Bà chỉ sợ cô thực sự đã chết tâm. Khổ nhất vẫn là con trai của mình. Đàn ông của Lương gia khi yêu đều rất nồng đậm. Một khi đã treo đi thì không thể thu về. Mặc dù từ nhỏ con trai chưa từng để cho bà phải quan tâm tới, tất cả nó đều xử lý thỏa đáng, nhưng về mặt tình cảm thì lại chính là người thất bại. Chuyện của nó và Nhược Tuyết bà vẫn rất luôn khổ sở, nhưng chuyện tình cảm ai cũng không thể giúp được. Cá tính của con trai lại giống như Lương Ngạo Vũ vậy, quay đầu lại chịu khổ khẳng định là nhiều hơn người khác. Bà chỉ sợ Nhược Tuyết đã bị tổn thương quá sâu, lại không dám tin vào tình yêu nữa. Dì Nhan à, dì không cần lo lắng cho con đâu. Con không sao, chỉ cần có thể cùng với Đồng Đồng, tất cả đều đáng giá. Nhược Tuyết. Nhan Thanh Uyển ôm lấy cô vào trong ngực của mình, tựa như ôm con gái. Có phải là con không muốn gọi dì là mẹ hay không? Nghe được lời nói của Nhan Thanh Uyển, trong mắt của Nhược Tuyết có một chút chua xót, vùi sâu vào gương mặt ở trong ngực của bà, giống như một cô gái nhỏ. Con... Làm sao mà cô không hiểu ý tứ của Nhan Thanh Uyển chứ? Nhưng cô trả lời như thế nào đây? Gọi bà ấy là mẹ bây giờ đã quá muộn, nhưng lồng ngực ấm áp này cô hy vọng đã nhiều năm, cô không muốn buông ra nữa. Nhan Thanh Uyển phẩy nhẹ tóc của cô. Nhược Tuyết, tình yêu có lúc cũng rất đáng sợ, cũng không cần dùng lý trí để mà đối đãi. Sợ là sợ, trong lòng của cô đã sớm không có tình. Dì Nhan, con sợ, thực sự rất sợ. Bả vai của Nhược Tuyết hơi run rẩy. Đối với tình cảm, cô thực sự không dám thử. Tình yêu vốn là đánh đổi cuộc sống, một khi thua sẽ mất hết tất cả. Cô từng như thế và kết quả đau tới nỗi không muốn sống nữa, vùng vẫy ở trong địa ngục. Hôm nay cô không cần đánh cuộc, không bao giờ đánh cuộc nữa. Cô không còn lợi thế gì để mà đánh đổi nữa. Sợ sao? Bà ôm sát Nhược Tuyết, giống như khi còn bé đối đãi với con gái của mình, vuốt ve gương mặt của cô. Là người thì ai cũng sợ. Nhược Tuyết, còn có gì ở đây? Đừng lo lắng có được hay không? Mẹ á, các người đang nói gì vậy chứ? Lương Tư Đồng bị tạm thời quên lãng, rốt cuộc nhìn không được mà lên tiếng. Tại sao nương nương lại ôm lấy mẹ cơ chứ? Không có chuyện gì, Nhược Tuyết vui vẻ một chút. Buông cô ra, Nhan Thanh Uyển quay đầu nhìn gương mặt đáng yêu của Đồng Đồng. Đồng Đồng, con muốn ba mẹ vĩnh viễn ở chung một chỗ hay sao chứ? Muốn chứ, Đồng Đồng yêu ba cũng yêu mẹ luôn. Thanh âm mềm mại vang lên, cũng làm cho lòng Nhược Tuyết ở trong nháy mắt mềm nhũn ra. Bảo bối của cô. Nhược Tuyết, con xem Đồng Đồng kia rất hướng nổi, lại không muốn nói chuyện, còn trở lại bên cạnh con bé không bao lâu cũng đã có rất nhiều thay đổi. Nhan Thanh Uyển vẫn cười, nhưng trong lòng của bà đối với cháu gái và cô cảm giác áy náy. Nhược Tuyết, hãy cho Úy Lâm thêm một cơ hội có được hay không? Ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Nhược Tuyết, đây là việc mà người mẹ như bà có thể làm cho con trai. Con... Cử tuyệt như thế nào cũng không thể nói ra được. Cơ hội, cho anh ấy cơ hội gì đây? Bọn họ như bây giờ không phải là rất tốt hay sao? Nhược Tuyết à, Đồng Đồng cũng cần một gia đình. Trên đời này chỉ có thể con mới có cho được con bé mà thôi. Còn có cần cái gì quanh co lòng vòng hay sao nữa chứ? Cá tính của con trai bà hiểu rõ nhất. Nếu như không phải yêu cô gái này thì nó căn bản không để cho con bé hạ sinh đứa con của nó. Chứ đừng nói nhiều năm như vậy vẫn để cho con bé đi theo ở bên cạnh. Vì con gái chẳng qua chỉ là một lý do mà thôi. Mẹ ơi, mẹ không muốn cùng với ba và Đồng Đồng ở chung một chỗ hay sao chứ? Bảo bối một mực nhìn mẹ cùng với đương nương nói chuyện. Nhưng tại sao sắc mặt của mẹ lại giống như càng ngày càng bất hứng? Không phải vậy đâu, bảo bối. Mẹ làm sao cam lòng rời khỏi con chứ? Trong lòng vừa lo lắng vừa hoảng sợ, Nhược Tuyết qua ôm con gái. Nhược Tuyết, Úy Lâm tuổi cũng không nhỏ. Không bằng các con nắm lấy thời gian này mà tổ chức hôn lễ đi, được hay không? Danh phận cũng cần phải xác định. Đồng Đồng cũng đã lớn như vậy rồi. Nhưng cô cũng bởi vì Đồng Đồng mà mềm lòng không phải hay sao? Hy vọng chuyện này sẽ tốt đẹp mới phải chứ. Cái này để cho con suy nghĩ một chút. Nhược Tuyết trong lòng căng thẳng, kết hôn cùng với Lương Úy Lâm cô chưa từng nghĩ tới. Dù từng có buổi tối tốt đẹp kia, rồi người đàn ông kia tự tay đeo cho cô một chiếc nhẫn đại biểu vĩnh hằng,
nhưng cũng chính tay anh tự tay đã phá nát tất cả hy vọng của cô, để cho cô không dám tin tưởng lần nữa. Huống chi, người hiện tại, người yêu cầu bọn họ kết hôn chính là Nhan Thanh Uyển. Ban đầu nói cô là vị hôn thê, cũng là Nhan Thanh Uyển. Anh chỉ bị động mà tiếp nhận mà thôi. Hiện tại muốn kết hôn, anh sẽ nghĩ sao chứ? Vì con gái, cô thực sự muốn mạo hiểm một lần. Liệu có thể hay không? Mẹ à, chuyện của chúng con sẽ tự xử lý. Giọng nói trầm thấp, phá vỡ yên tĩnh của căn phòng. Là anh đã trở lại. À, ba về. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, Đồng Đồng lập tức nhào tới. Nhớ ba hay sao chứ? Cưng Chiều nựng khuôn mặt nhỏ bé, trên mặt của anh có nhu tình hiếm thấy, vẻ mặt buông lỏng, hơn nữa chính là vui vẻ. Nhớ, lần sau ba đi nơi nào mang Đồng Đồng đi cùng nhá, có được hay không chứ? Lương Tư Đồng liều mạng mà gật đầu. Được chứ. Sảng khoái mà đồng ý, lấy được một cái hôn báo đáp, làm cho anh nở nụ cười. Anh thực sự là Cưng Chiều con, Cưng Chiều tới nỗi không có cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù chính mắt nhìn thấy nhiều lần, thế nhưng Nhược Tuyết vẫn không tin người đàn ông lãnh khốc như Lương Úy Lâm lại yêu đứa bé tớ như vậy, có coi là chuyện lạ hay không chứ. Nhược Tuyết ngồi ở đó vẫn không hề nhúc nhích, nhìn anh cùng với đứa bé thân mật. Úy Lâm à, mẹ dẫn theo Đồng Đồng xuống phía dưới, con nói chuyện với Nhược Tuyết đi nha. Nhan Thanh Uyển đi tới dắt đứa bé đi, giống như không yên lòng. Nhan Thanh Uyển nhìn con trai một chút cùng với Nhược Tuyết rồi mới rời khỏi. Thời gian buổi chiều thật tốt, bọn họ cứ ngồi như vậy ở chỗ đó, không ai nói lời nào. Trong không khí phảng phất hương hoa, khiến cho lòng của Nhược Tuyết càng thêm nặng nề. Mới vừa rồi, lời nói của Nhan Thanh Uyển, anh đều đã nghe được chứ. Anh nói muốn cùng cô nói chuyện, tại sao lại không có mở miệng? Giữa bọn họ còn có thể bàn bạc gì nữa hay sao? Lương Úy Lâm. Thanh âm nhẹ nhàng rốt cuộc đánh vỡ sự yên lặng ở trong phòng. Nhược Tuyết là người lên tiếng trước, cô thừa nhận mình đã thua. Đã nhiều năm như vậy, ở trước mặt của anh, cô không hề có một chút tỉnh táo. Muốn cùng anh nói cái gì chứ? Em hy vọng anh quên đi những lời mà dì Nhan vừa nói. Cô nâng con mắt lên, trấn tĩnh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút nghiêm túc, khiến cho lòng của người đàn ông tỉnh táo lại trầm ổn xuống. Ý của cô nói là cô không muốn kết hôn với anh. Là thật sao? Cô nghiêm túc nói với anh. Chúng ta không cần thiết vì đứa bé mà hy sinh như vậy, cho nên em sẽ ở lại bên cạnh của anh. Chỉ là muốn bộ Đồng Đồng cùng nhau lớn lên. Em trước kia là quyết định chủ ý ở trong lòng, đã hận anh cả đời. Còn một số việc hiện tại em đều không muốn nhớ tới nữa. Nhưng bởi vì có Đồng Đồng, em không muốn hận anh nữa. Nhưng em đã không có cách nào ở cùng một chỗ với anh. Cả một cuộc đời là quá dài. Trong nháy mắt, mắt đã đỏ lên, lệ rơi ở trong khóe mắt, nghẹn ngào nói tiếp. Nếu như tương lai anh cùng với người khác kết hôn, em sẽ rời đi. Ân oán giữa chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ không ai nợ ai nữa. Chỉ trừ có thể để cho em thường xuyên gặp Đồng Đồng hay không chứ. Cô đem những suy nghĩ ở trong lòng mấy năm qua mà nói ra, trải qua ngọt bùi đắng cay, theo tiếng nói ruộng lên trái tim, làm cho cô hít thở không thông, nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Tổn thương năm đó làm cho cô đau đớn ròng rã 3 năm, tới bây giờ lại không thể quên. Cho nên cô đã sớm quyết định cuộc đời này cách xa người đàn ông này. Thế nhưng cuối cùng cô lại không dứt bỏ được con gái của mình. Nhưng cho dù là vì con gái muốn ở cùng với anh, cô hy vọng hai người có thể coi như người xa lạ, không can thiệp vào chuyện của nhau. Có thương, có đau, lần thứ nhất như vậy là quá đủ rồi. Cô sợ vẻ mặt lãnh khốc của anh tàn nhẫn tổn thương. Cô sợ rằng cuộc đời của mình sẽ không bình an vì những vết thương trong quá khứ. Cô rất sợ. Hai mắt của Lương Úy Lâm nhìn thẳng vào người phụ nữ nhỏ trước mặt, khóc tới nỗi lệ đẫm như mưa. Hồi lâu mới âm thầm mở miệng lặp lại. Hai người không mắc nợ nhau. Không có hận cũng không có yêu. Bên ngoài gặp nhau chỉ như người xa lạ. Hai người không mắc nợ gì nhau nữa. Cứ như vậy mà phủi sạch quan hệ với anh. Không thể nào, anh giận tới nỗi sắc mặt cũng thay đổi. Cắn răng nghiến lợi mà gầm nhẹ. Lăng Nhược Tuyết, em đừng có mơ tưởng. Lương Úy Lâm, cần gì mà phải như vậy chứ? Nhược Tuyết làm sao không hiểu anh đang tức giận chứ. Nhưng cô không có biện pháp, cũng không có dũng khí để mà kết hôn với anh. Lăng Nhược Tuyết, em cho rằng ý nguyện của em có quan trọng hay không chứ? Nếu như không muốn cùng anh kết hôn, Đồng Đồng vĩnh viễn sẽ không có liên quan tới em. Còn em nghĩ bỏ lại con lần nữa sao? Tức giận cùng với khổ sở khiến cho nhũ quan của Lương Úy Lâm vặn thành một đoàn. Anh đứng lên, cắn răng nghiến lợi kéo cô qua. Cô không hề phòng bị mà ngã vào trong ngực của anh. Người phụ nữ này rõ ràng giữa bọn họ chung đụng đã quen, thế nhưng cứ trong lúc mấu chốt lại làm cho anh cáu kỉnh. Không muốn kết hôn với anh, lại muốn ở cùng với con một chỗ.
Lương Úy Lâm anh dễ thuyết phục tới như vậy hay sao chứ? Em chưa từng nghĩ sẽ muốn bỏ lại con. Khi đôi mắt đẫm lệ nâng lên ở trong ngực của anh luôn biết làm sao để uy hiếp cô. Con gái là xương sườn mềm duy nhất của cô không có cách nào vứt bỏ. Không muốn bỏ lại con, vậy thì kết hôn cùng với anh. Nếu không như vậy thì em hãy đi đi. Em có làm được hay không chứ? Lăng Nhược Tuyết, em có thể hay không? Một cố phiền lòng cùng với tức giận như biến mất. Anh cúi ở bên tai của cô, hỏi giống như tâm hồn của ác ma trong đêm khuya, làm cho lòng người say mê. Đáng tiếc lời nói ra cũng tàn khốc tới như vậy. Lương Úy Lâm, anh nhất định phải như vậy hay sao? Nhược Tuyết nhìn anh rốt cuộc tại sao nhất định phải cùng với cô kết hôn chứ? Vì lấy được thân thể của cô hay sao? Không thể nào, dù là không kết hôn, nếu như anh thực sự muốn có được cô, căn bản chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cần gì mà hao phí lớn tới như vậy chứ? Có phải là do thích hay không? Nhược Tuyết ở trong lòng tự cười với chính mình, ngốc thật, đàn ông như Lương Úy Lâm, cho dù có yêu, cô căn bản không nhận nổi, cho dù là yêu, nhưng cô vẫn không an tâm, tay cầm cùng với anh đi tiếp. Em cứ nói đi. Giơ tay lên chạm vào mớ tóc rũ xuống bên má, nhẹ nhàng gửi, mùi thơm thoang thoảng làm cho anh động lòng không dứt. Đúng vậy, chính là động lòng, trái tim như muốn ngừng đập. Em sẽ không yêu anh đâu. Tuy vậy, nếu nhanh muốn cười em sẽ không có lời gì để nói. Nhược Tuyết mệt mỏi, nhắm mắt lại. Không có ai có thể ngăn cản chuyện mà Lương Úy Lâm muốn làm. Huống chi Lăng Nhược Tuyết còn có con gái ở trong tay. Cô đã nói cho rõ, anh cố chấp như vậy, cô còn có thể trốn tránh được hay sao chứ? Lăng Nhược Tuyết. Nghe được lời nói như vậy, anh không hề tức giận. Ngược lại, đem mặt của cô áp vào trong lồng ngực của anh. Sức lực nặng nề làm cho mặt của cô bị ép chặt vào sát với lồng ngực của anh. Lần đầu tiên, Lương Úy Lâm cảm giác mình không phải làm cái gì cũng được. Ít nhất, anh không thể làm cho người con gái trong ngực của anh cam tâm tình nguyện gả cho anh. Nhưng thế nào đây chứ? Mặc kệ là có nguyện ý hay không, cô cuối cùng cũng sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Em chỉ cần ngoan ngoãn, chờ làm vợ của anh là được rồi. Nâng cằm của cô lên, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn này làm cho anh không ngừng được. Phản ứng của cô không kịp sau khi kết thúc nụ hôn thì anh đã đi rồi. Nhìn bóng lưng của anh, lòng của Lăng Nhược Tuyết nâng lên tâm tình phức tạp, cuối cùng hóa thành từng mảng buồn bã. Đây chính là một hôn lễ long trọng trước đây chưa từng có, tổ chức tại giáo đường nổi tiếng nhất thế giới. Nhà thờ lớn ở trước cửa quảng trường, bên ngoài sáng sớm đã được trang trí bằng những bông hồng xinh đẹp. Cây cột quảng trường, hành lang giáo đường, cầu thang, tất cả mọi nơi đều được trang trí bằng hoa tươi, đắt giá mà tinh xảo. Không khí ở khắp nơi đều phảng phất mùi thơm ngọt ngào của hoa. Đôi vệ sĩ khôi ngô cao lớn của nhà thờ hoàng gia, bọn họ mặc đồng phục kỵ sĩ cổ đại có ba màu sắc, tay cầm trường kích, uy phong lẫm liệt đứng ở đó, cùng với một số ít đứng cuối hành lang đón khách, đều đang đợi chứng kiến hôn lễ thế kỷ sắp tới. Lương Úy Lâm không phải là người Cơ Đốc giáo, nhưng anh lại có thể sắp xếp nơi này, biến nơi linh thiêng để cho anh kết hôn, khiến cho mọi người đều hâm mộ hôn lễ này. Hôm nay Nhược Tuyết mặc lễ phục cưới đến từ Galati, phẩm chất cao quý tinh tế, uyển chuyển hàm súc, phong cách rất yêu nhã. Ngồi ở trong phòng, khi cô chỉ mang bao tay màu trắng, nhìn chòng chọc vào cánh cổng, cô vô cùng khẩn trương tới độ cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đập, lặng lẽ đếm muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng trong lòng rối loạn cũng làm cho cô cảm thấy lồng ngực chấn động mãnh liệt không thôi. Cô sợ cô không muốn, thế nhưng vẫn phải tới ngày này. Mỗi ngày cô ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn thời gian càng ngày càng gần. Mấy hôm thức trắng đêm, rốt cuộc thì hôm nay cũng đã tới. Cô sẽ không thể làm gì vì con gái biết ba mẹ sẽ ở chung mãi mãi. Mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh cô bé, cho nên cô bé sung sướng cười không dứt. Gương mặt tươi cười ngọt ngào như vậy, nhưng lại khiến cho cô hạ quyết tâm hôm nay cô ngồi ở đây chờ người đàn ông kia tới. Cô hít thật sâu vài cái, muốn cho chú ý của mình rời đi, nhưng lại không có hữu ích. Tay nắm chặt trên vòng cổ mà Nhan Thanh Uyển đã đeo cho cô, mỗi một viên đều là Cartier xinh xảo, nhưng không có biện pháp làm giảm đi khẩn trương. Thực sự là buồn cười, một ngày trọng đại như vậy, thế nhưng một chút cảm giác hưng phấn cũng không có. Ngược lại là khẩn trương tới nỗi muốn bất tỉnh. Lúc này cô nhớ tới những người đã xa cách, cha mẹ và anh trai. Bọn họ có biết hôm nay cô phải kết hôn hay không chứ? Hơn nữa là gả cho người đàn ông tên là Lương Úy Lâm. Nghĩ tới cảm giác này, trong lòng của Nhược Tuyết thậm chí như không thể hô hấp. Người khác kết hôn đều là do cha mẹ đưa con gái ra khỏi nhà, nhưng hôm nay cô ngồi ở đây cô đơn, cảm giác này làm cho cô muốn khóc. Không được, cô phải dũng cảm một chút. Không cần vì sợ, cô đã có con gái đáng yêu không phải hay sao? Bảo bối đáng yêu kia là ba mẹ đều hy vọng có thể ở chung với con mãi mãi.
dù không có cách nào để yêu Lương Úy Lâm, nhưng ít nhất cô còn có con để yêu. Tiểu Đồng chính là dũng khí của cô. Lòng của cô rốt cuộc có thể buông lỏng, bình tĩnh trở lại, thậm chí là từ từ mỉm cười. Khi khúc nhạc vang lên, Nhược Tuyết biết thời khắc mình bước ra đã tới. Mở mắt nhìn cánh cửa đang đóng. Khi cánh cửa mở ra, báo trước thời khắc quan trọng trong cuộc đời của cô đã tới. Khi cánh cửa mở ra, cô như ngừng hô hấp. Cái bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Anh muốn tự mình tới đón cô hay sao chứ? Nhược Tuyết nhìn người đàn ông kia. Lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc lễ phục chính thức như vậy. Tỷ lệ vóc người hoàn mỹ làm cho bộ lễ phục hoàn toàn toát lên trầm ổn trang trọng. Ngũ quan khắc sâu, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh có hồn mỗi lần nhìn cô. Cô đều có cảm giác như mình không thể thở nổi nữa. Mở cửa nhìn thấy người phụ nữ nhỏ mặc lễ phục màu trắng đang khẩn trương ngồi ở chỗ đó nhìn xung quanh. Lần đầu tiên Lương Úy Lâm cảm giác lòng của mình rối loạn không ngừng. Áo cưới cao quý mang theo sự tao nhã mặc trên người của cô quả thật là rất xinh đẹp. Áo trắng viền tơ có nhiều đóa hoa xinh đẹp trước ngực, đường cong đầy đặn làm cho cô càng trở nên yêu nhã. Người phụ nữ này anh đã dùng mọi thủ đoạn để làm cô tổn thương, nhưng như cũ không thể ngăn được suy nghĩ anh muốn lòng của cô. Anh không nói xin lỗi cô, anh chỉ dùng phương thức của anh để bù đắp những tổn thương cho cô. Trong mắt đen nhánh của anh lóe ra ánh sáng cô không hiểu, chân thon dài từng bước tới gần cô, nặng nề và kiên định. Cách cô một bước, anh ngừng lại, cúi thấp người xuống, nhìn cô chằm chằm. Cô ngồi ở đây như vậy, như một đóa hoa nhỏ trắng nõn, rất thần khiết, tinh khiết tới nỗi, không nhiễm một chút xíu tạp chất nào. Bọn họ chỉ còn cách nhau, khoảng một quả đấm, nhưng hơi thở của anh phun lên trên mặt của cô, cặp mắt sắc bén khóa chặt cô. Chỉ sau vài giây nữa thôi, cô đã có cảm giác hít thở không thông. Đây chính là lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy, cẩn thận như vậy nhìn cô. Cô có thể nhìn chính mình trong con ngươi đen kia. Cô nghe được trái tim của mình nhảy rộn rập, máu như muốn xông thẳng lên đại não, cảm giác điên cuồng. Đưa mắt nhìn như thế làm cho cô có một loại cảm giác cô chính là người phụ nữ mà anh rất yêu. Ánh mắt khó hiểu khiến cho hô hấp của cô càng ngày càng gấp rút. Nhìn đôi môi mỏng của anh mang theo kiên định cùng với tự tin, vươn tay chậm rãi nói: cùng anh ở chung một chỗ có được hay không? Có thể hay không chứ? Từ nay về sau hãy để cho anh dắt tay của em, không bao giờ buông ra nữa. Em có nguyện ý để cho anh chăm sóc em cả đời hay không chứ? Oang một tiếng, toàn bộ thế giới trước mặt của cô sụp đổ. Nhược Tuyết không biết làm sao, nhìn anh hướng cô đưa tay ra, sau đó một tay đỡ hông của cô, nhẹ nhàng dùng sức mà đỡ cô lên. Úy Lâm, cha đã tới. Ở cửa, một thân chính trang, Lương Ngạo Vũ không biết đã đứng bao lâu. Nếu như Nhược Tuyết bên này không có người thân, vậy thì hãy để ông đưa cô đi ra ngoài đi. Dù sao thì tóm lại, cũng phải gọi cha mà có phải hay không chứ? Lương Úy Lâm rốt cuộc buông cô ra, đi ra bên ngoài. Khúc quân hành kết hôn vang lên, lễ đường màu sắc rực rỡ, tân khách được mời rối rít nói chuyện với nhau, quay đầu đưa mắt nhìn cô dâu đang đứng ở đầu thảm đỏ. Người có thể tới tham gia hôn lễ của Lương Úy Lâm đều không phải là tầm thường. Nhược Tuyết kéo cánh tay của Lương Ngạo Vũ đi vào lễ đường. Nhan Thanh Uyển đưa tiểu công chúa khóe mắt tươi cười nhìn cô. Trang sức hoa lệ ở trong giáo đường khắp nơi chính là hoa văn mang sắc thái diễm lệ, trông vô cùng sống động, điều khắc tỉ mỉ tinh xảo. Màu sắc rực rỡ của đá cẩm thạch ở dưới mặt đất có thể in được bóng người lên trên, nhưng sự hoa lệ làm cho người ta có một cảm giác thấp thỏm lo âu, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Đi theo bước chân của Lương Ngạo Vũ, Nhược Tuyết bước lên thảm đỏ, chậm chạp mà thẳng thắp hướng tới Lương Úy Lâm đang đứng ở trước bục lễ nghi. Đang lúc mọi người cực kỳ mong đợi trong ánh mắt, Nhược Tuyết rốt cuộc đi tới thảm đỏ. Lương Ngạo Vũ đem tay của cô trao cho Lương Úy Lâm. Trong phút chốc kia, lòng của cô như co rút. Giáo đường xinh đẹp, áo cưới mộng ảo, chú rể hoàn mỹ cùng với hôn lễ long trọng chính là ước mơ mà cô khao khát nhất. Nhưng không thể tưởng tượng được, làm cho cô say mê, nếu như có thể là thật thì tốt biết bao nhiêu chứ. Cô có thể thấy được ở trong mộng, hai người thật lòng yêu nhau. Giống như năm đó, cô nói trao lòng của cô cho anh cũng trao cho cô, để cho cô tưởng tượng như vậy đi, như vậy sẽ giúp cho cô vượt qua dễ hơn. Lương Úy Lâm nhìn Nhược Tuyết, kéo cô lại gần bên người. Chủ trì hôn lễ là một người hơn 60 tuổi, có hơi chút mập mạp, gương mặt đỏ thắm khỏe mạnh, thoạt nhìn rất hòa ái. Chỉnh đốn lại người, vị chủ trì bắt đầu đọc một chuỗi dài mà ngoại trừ ông cũng không ai biết thời cổ xưa của thần thánh. Lòng của Nhược Tuyết theo những câu văn kia mà rối loạn. Cô thực sự muốn gả cho anh hay sao? Cứ như vậy cùng anh đi qua một đời vĩnh viễn không hối hận hay sao chứ? Đọc xong một chuỗi dài lời thề, vị chủ trì chuyển sang Lương Úy Lâm bắt đầu hỏi lời thề. Thân thể của cô run rẩy, hô hấp trở nên nặng nề, sắc mặt trở tái nhợt. Ý thức được lòng bàn tay nhỏ bé bỗng trở nên lạnh lẽo,
Lương Úy Lâm rũ mắt xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng toát lên lo lắng. Thêm nặng sức lực cầm tay của cô, giống như chỉ có như vậy tim của anh mới có thể vững vàng trở lại. Khi cha xứ hỏi xong, anh chậm thấp nói ra. Con nguyện ý. Đúng vậy, anh nguyện ý sống chung với cô tới đầu bạc. Cô có giống như vậy hay không chứ? Khi cha xứ nghiêng đầu, dùng lời nói giống như vậy hỏi Nhược Tuyết, cô chợt ngẩng đầu, khiến cho cha xứ đang đợi cô trả lời, chỉ có thể kết thúc buổi lễ mà sợ hết hồn, dừng lại nhìn cô. Cho nên tân khách cũng đều đang dùng ánh mắt khẩn trương, giống nhau nhìn tất cả. Tại sao cô giàu lâu như vậy lại không có trả lời chứ? Khi cha xứ lại một lần nữa đặt câu hỏi, thì Nhược Tuyết vẫn không có biện pháp nói ra ba chữ kia. Ba chữ kia đơn giản như vậy, lúc này lại giống như xương cá ngạnh ở trong cổ họng, bình thường khó chịu mà nói lại không ra được. Cô sợ hãi, ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Gò má của anh Tuấn nghiêm túc, sống mũi lại rất thẳng. Hồi lâu đợi không được cho cô đáp án, anh xoay người lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lên, mạnh mẽ đem bả vai của cô đi qua, nhấc mạng che đầu của cô lên, khoảng cách tới gần, hai người nhìn vào mắt của nhau. Trong con người đèn lóe lên một ngọn lửa, anh làm cho cô sợ hãi. Mà cha xứ cứ như vậy mà choáng váng, nghi thức chưa có hoàn thành, cô dâu chưa nói nguyện ý, cũng chưa trao nhẫn, làm sao có thể nhấc khăn trùm lên cơ chứ? Chỗ khách quan ngồi, Nhan Thanh Uyển dùng sức cầm tay của Lương Ngạo Vũ. Bà lo lắng còn có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng có thể đứng như vậy hay không chứ? Thời khắc đó không ai dám lên tiếng, âm nhạc cũng dừng lại. Lăng Nhược Tuyết, mặc kệ em có nguyện ý hay không, em chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Đưa mắt nhìn cô rất lâu, Lương Úy Lâm nhận lấy chiếc nhẫn bên cạnh, đeo vào tay của cô. Anh không ngại ở trước mặt nhiều người như vậy mà làm như vậy, nếu như đây chính là kết quả mà cô muốn. Chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo lên ngón tay mảnh khảnh, dưới ánh đèn sáng lóe lên một tia sáng chói mắt. Nhưng ánh sáng kia làm cho lòng của Nhược Tuyết đau nhói, như bị gai đâm vào, đau tới nỗi không thể thở được, đau tới nỗi nước mắt tuôn trào. Cô không có cách nào để quên được anh từng dịu dàng cho cô hy vọng, lại làm cho cô rơi xuống địa ngục. Em không phải là vị hôn thê của anh hay sao chứ? Cái này coi như là quả đính hôn và quả sinh nhật. Tình cảm khi đó thoáng qua trong đầu của cô. Dưới bầu trời đầy sao, anh đã đeo nhẫn cho cô. Trong đêm tối, anh lãnh khốc vô tình cười. Cho đến khi này, rơi vào cái bụi cỏ, cô đã chết tâm từ đó. Thế giới máu tanh của anh vô tình như vậy, máu của anh, lệ của cô tan vào nhau ở chung một chỗ, không chia xa. Đau, tâm vẫn còn rất đau, cô không có cách nào. Cô không dám, thực sự là không dám. Ý thức của cô rối loạn, cô không ngừng lắc đầu, muốn lui về phía sau. Nhưng người đàn ông kia lại cường ngạnh, kéo tay của cô, ép cho cô đeo nhẫn của anh. Tôi không muốn, không cần ở chung một chỗ với anh. Anh chỉ là ma quỷ. Giống như là trộn nổi điên, Nhược Tuyết không biết hơi sức ở đâu ra mà đẩy Lương Úy Lâm ra. Tháo khăn choàng của cô dâu, chiếc nhẫn trên tay cũng rơi xuống mặt đất. Cô kéo váy, dùng hơi sức chạy ra ngoài bên cửa. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chỉ cần cô chạy ra khỏi cái cửa này có thể tự do. Vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới những đau khổ kia. Cô không cần phải khổ sở đi cùng với anh, cô cũng không cần khẩn trương với anh. Tất cả quan khách và cha xứ cùng với Lương Úy Lâm đều bị một màn kia cho sợ ngây người. Cô giàu lớn mật quá rồi, lại để cho Lương Úy Lâm bị như vậy. Không thể nghi ngờ gì, trước toàn thể mặt của mọi người đã cho Lương Úy Lâm một cái tát. Ngạo Vũ, tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhan Thanh Uyển gấp tới độ muốn khóc, mà Lương Tư Đồng thấy mẹ khóc chạy thì cũng bị hù sợ. Nước mắt cứ như vậy chạy xuống. Ngượng ngượng, mẹ không cần Đồng Đồng nữa hay sao? Cô bé không muốn, xét lại không có mẹ. Nhưng tại sao bà cứ đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích? Ba tại sao lại không đem mẹ trở về cơ chứ? Thanh Uyển, không cần xen vào nữa rồi. Lương Ngạo Vũ đem một người phụ nữ lớn, một nhỏ ôm vào trong ngực, mặt không chút thay đổi, nhìn Nhược Tuyết chạy như bay ra cửa, không có nói gì thêm. Nhưng trong mắt của ông sắc bén như muốn giết chết cô. Người phụ nữ có gan làm bậy, nhưng đứa con của mình lại không nói gì. Vậy thì ông gấp gáp cái gì chứ? Bọn họ cần làm đã làm hết rồi. Có vài thứ có lẽ nhất định là cưỡng cầu cũng không thể được. Một đường chạy đi, Nhược Tuyết đã không còn cách nào để cho mình quay đầu lại nữa. Cô cũng không dám quay đầu lại. Nước mắt tràn đầy bụi hoa bay vào trong không khí. Cô không nghe thấy những gì, cũng không thể nhìn được. Vào giờ phút này, ngay cả con, cô cũng đã quên mất. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi anh. Như vậy cô sẽ không phải đau khổ nữa. Lương Úy Lâm vẫn còn giữ vững tư thế trước đó, nhìn cô cách mình càng ngày càng xa, thái độ khó hiểu. Không có ai biết lúc này anh đang nghĩ cái gì. Bóng dáng của Nhược Tuyết sau khi ra khỏi cửa chính, Hàn Diệc Phi đứng ở phía sau của anh. Chủ nhân.
Để cho cô ấy đi đi. Một lúc lâu sau, mọi người đều cho rằng Lương Ủy Lâm sẽ nói. Thế nhưng không, anh chỉ có nhẹ nhàng nói ra một câu. Sau đó rút chiếc nhẫn trong tay ra, ném xuống. Ánh sáng đẹp mắt trong không trung kéo thành một vòng tròn xinh đẹp. Anh đi về khán đài, nơi có con gái. Không để ý tới mọi người, anh tự tay đón con gái, lau đi nước mắt trên mặt của con bé. Bà ơi, mẹ đâu rồi chứ? Mẹ đâu rồi? Đồng Đồng, không cần mẹ nữa, chúng ta về nhà thôi. Còn có thể cưỡng cậu hay sao chứ? Vẻ mặt đau đớn của cô, làm sao anh có thể cưỡng cậu cô? Nếu như quả thật hận như vậy, có lẽ không thấy chính là tốt nhất. Trên đời này có một chút đau đớn, có một chút trí nhớ thì không cách nào quên được, kêu là khắc cốt ghi tâm. Cô không phải là mạnh xương sườn mà anh mất đi chính là trái tim. Đó cũng là lúc tim đã ngừng đập. Không sao, không có tim, anh có thể sống thật tốt. Mấy ngày nay, tâm tình của chủ nhân của Lương gia vô cùng không tốt, cho nên không có ai dám chọc giận anh, cũng không có ai dám ở trước mặt của anh nói những điều không nên nói. Ngoài ô của Du Ích có một suối nước nóng đang được xây dựng ở chỗ sườn núi, cao cấp hảo hoa, bởi vì không phải là khách sạn suối nước nóng mở đại chúng, cho nên chỉ có hội viên cao cấp có thể VIP mới có thể đi vào, vì vậy nơi đây vô cùng yên tĩnh. Gian phòng gỗ ở trong nhu hòa dưới ánh đèn, đá xanh lót ra ở chỗ hồ nước, nước gợn sóng nhàn nhạt, lượn lờ ở trong sương mù. Một bên là dòng nước mát sát lạnh tường, một bên là cây gỗ hình vòm. Các phòng spa cùng với nhà tắm hơi bằng kính vây xung quanh, ngoài ra còn có phòng thay đồ cao cấp. Tranh nước vẽ treo trên tường, cùng với ghế ngồi bên cạnh có hoa cỏ nở rộ. Bên trong nhà có nhiều chi tiết bày biện, khắp nơi đều là xa xỉ hưởng thụ. Ở trong hồ bơi là hai người đàn ông tuyệt mỹ, có thể siêu lòng bất cứ người phụ nữ nào. Không chỉ có gương mặt anh tuấn, đường cong bắp thịt hấp dẫn đẹp đẽ, còn có phong cách cao quý đặc biệt, lạnh lẽo hoặc là tuấn mỹ, hoặc là yêu nhã, hoặc là kín kẽ, mà người đàn ông này có thể làm cho thiên kim danh viện tranh nhau cướp đoạt sủng ái. Nhưng bọn họ cũng đều lãnh khốc tới vô tình, sẽ không dễ dàng yêu ai. Cửa gỗ khe khẽ đầy mở, một người nữ phục vụ bưng rượu đi vào, đi tới bên cạnh hồ, nhẹ giọng nói. Nghiêm tiên sinh, rượu của ngài đã tới. Cảm ơn, cứ để xuống cho tôi là được rồi. Người đàn ông hắng giọng phân phó, trong mắt vẫn còn đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh là một người đàn ông phương Đông, thanh nhã tiêu chuẩn, trong mắt thật sâu, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng đường cong rõ ràng. Giờ phút này đang cởi trần ngâm mình ở trong hồ bơi, hai bắp thịt khêu gợi càng thêm hút mắt. Một gã khác vẫn đang nằm ở trong hồ đối diện, sau ót lót một cái khăn bông, không có nhúc nhích, nhưng có thể thấy được khuôn mặt rất anh tuấn, vóc người thon dài, bắp thịt rắn chắc cường tráng, từng khối ở bên dưới làn nước làm cho mê người. Công việc ở đây trai đẹp cũng không ít, nhưng hai người đàn ông trước mặt này chính là tuyệt mỹ hiếm thấy. Người nữ phục vụ có chút hoảng loạn, chịu đựng máu mũi như muốn chảy ra, đem vật cầm ở trong tay để xuống bên cạnh hồ rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong nhà khôi phục lại yên tĩnh. Hai người đàn ông có ngoại hình xuất sắc, không nói gì tiếp tục ngâm mình. Khí hậu ở Du Ích cả năm đều lạnh, dù là mùa hè ngâm nước nóng cũng là một chuyện rất bình thường. Đem tầm mắt từ cảnh trí mê người ngoài cửa sổ rời về, Nghiêm Quân Hảo cầm lấy rượu đỏ ở bên cạnh hồ bơi, rót hai chén, thuận miệng mà hỏi. Thế nào, vẫn chưa tìm được hay sao? Lương Ý Lâm rõ ràng tâm tình không tốt, nhắm hai mắt, không muốn nói gì thêm nữa. Đã mất tích một tuần lễ, có thể nào là đã trở về nước hay chưa chứ? Nghiêm Quân Hảo hớp một ngụm rượu, khẩu vị thật tốt, nhíu mày mà nói. Hôn lễ kinh động kia của Lương Ý Lâm, cô dâu bỏ chạy trong hôn lễ, tin tức như vậy, nếu như không mạnh mẽ bịt kín, đoán chừng là sẽ lên báo chí, chính là tin tức giải trí sốt dẻo. Không thể nào. Trán của Lương Ý Lâm cảm giác đau đớn, mờ mờ ảo ảo. Kể từ khi hôn lễ khiến cho anh mất hết mặt mũi kia đi qua, anh không nghĩ sẽ gặp lại cô, nhưng đem cô an toàn về nước chính là điều duy nhất anh có thể làm. Dù sao thì cô cũng là mẹ của Đồng Đồng, nhưng rõ ràng cô chạy đi không bao lâu, anh đã để A Cánh đi ra ngoài tìm cô. Kết quả là trời tối, cậu ta nói không tìm được cô. Anh mất đi tin tức về cô mất tích là anh ứng phó không kịp. Chuyện như vậy ở dưới trướng của Lương Úy Lâm chưa từng có tiền lệ. Vì tình huống đặc biệt xảy ra, anh vẫn còn thiết bị truy tìm bên người của cô, nhưng khi mở hệ thống định vị ra lại không hề có tín hiệu nào. Cô cố ý tránh anh sao, hay là đã xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng nhiên rầm một tiếng, Lương Úy Lâm tâm phiền ý loạn từ trong ao đứng dậy, lấy áo choàng tắm màu trắng mặc vào, sải bước hướng tới gian độ đi tới, chuẩn bị mà rời đi. Bác sĩ Nghiêm theo ngay, sau đó để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy. Hay là Đoàn Dạ? Lương Úy Lâm đang thay quần áo, động tác bên ngoài dừng lại, một câu đã đánh trúng người trong mộng. Nhưng trả lời của anh ta vẫn là hoàn toàn yên tĩnh.
Đoạn Dạ sao? Đoạn Dạ, giỏi lắm. Tất cả ác ý khiêu khích anh, mặc dù là bạch đạo hay hắc đạo, nhưng anh không thể co một chuyện như không. Nhưng hiện tại lại có thể chứ. Cửa lần nữa bị đẩy ra, cắt đứt suy nghĩ của anh. Đi vào là Hàn Diệp Phi. Hắn gật đầu chào Nghiêm Quân Hạo một cái, thẳng tắp đi tới trước mặt của Lương Úy Lâm, đưa điện thoại di động cho anh. Chủ nhân, điện thoại của người. Lương Úy Lâm nhàn nhạt lướt qua, là một số lạ. Mà người biết số của anh không vượt quá 5 người, vậy thì... Alo, Lương tiên sinh, còn nhớ tôi hay không chứ? Trong điện thoại truyền tới thanh âm tươi cười của một người đàn ông. Snyder, Đoàn Giả. Chỉ nhớ của anh luôn luôn kinh người, nghe qua thanh âm cũng sẽ không thể quên. Lương tiên sinh, quả nhiên là lợi hại. Đoàn Giả ở đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, vẫn là tao nhã lịch sự như cũ. Có chuyện gì chứ? Anh biết người tới không có ý tốt, thiện giả bất lai. Mới vừa rồi Quân Hạo nhắc tới hắn, hắn đã lập tức gọi điện thoại tới. Không có gì, tôi chỉ là muốn thăm hỏi thiên kim của Lương tiên sinh, không biết là cô bé có tốt hay không. Anh không cần phải quanh co lòng vòng, con gái của tôi không phải Đoàn Giả như anh có thể động tới. Vậy sao? Không bằng bây giờ anh gọi điện thoại trở về xác nhận một chút. Thanh âm bên đầu dây điện thoại kia, giọng nói mang theo vài phần hạ hê. Tôi không cần gọi điện thoại. Lương Úy Lâm cười lạnh. Con gái của anh từ nhỏ tới giờ anh đã sắp xếp bảo vệ nghiêm mật, không có bất kỳ ai có thể tổn thương nó. Huống chi hiện tại con bé đang ở cùng với cha mẹ của anh ở thành Du Ích, chuyện như thế lại càng không thể. Không hổ là Lương Úy Lâm, xem ra nghĩ lừa anh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nói nhảm đủ rồi đó. Anh tính cắt đứt điện thoại di động, muốn tra Đoàn Dạ hắn không dễ dàng hay sao? Trong điện thoại chuyển tới tiếng cười hả hê. Lương tiên sinh chắc là tân hôn vui vẻ chứ? Tôi nghĩ cô dâu giống như là không tốt một chút nào. Tay đẻ nút, tay bỗng dừng lại, âm lãnh mà nói ra. Mày nói cái gì chứ? Lương Úy Lâm, cô dâu của anh đang ở trong tay của tôi. Anh tin hay không chứ? Bồn tắm hảo hoa an tĩnh vang lên tiếng vang. Hàn Diệp Phi và đám người mới vừa ra ngoài, trong vòng 30 giây đã chạy tới. Lại thấy một phòng bị đổ nát, điện thoại đắt giá bị chia năm xẻ bảy ở trên mặt đất. Bọn họ sợ đứng ở nơi đó, không dám động. Đi theo Lương Úy Lâm rất lâu, anh đều lạnh nhạt, chưa từng giận tới như vậy. Chính là một loại lãnh huyết có thể làm cho người ta chết rét. Như hôm nay lại như ngọn lửa bộc phát, có thể không hù dọa bọn họ hay sao chứ? Tại sao chủ nhân mà lại có thể thành ra như vậy? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Lâm, thực sự là hắn sao? Nghiêm Quân Hảo mặc quần áo tử tế, sang đây xem xét trên mặt đất. Cái bồn hoa mà Lương Hảo mới đá hư, đóa hoa màu hồng đáng thương nằm ở trên mặt đất. Chật chật, hỏa khí không phải là bình thường đâu nha. Nhược Tuyết, chỉ có em mới có thể làm cho người đàn ông lãnh khốc như vậy thành ra như thế này. Không có trả lời Nghiêm Quân Hạo, hai tay của hắn nắm thành quyền, thần sắc khó phân biệt, thanh âm như roi, hung hăng mà quất lại đây. Thông báo cho An Dơ. An Dơ chính là thủ hạ tinh mật nhất của tổ chức tình báo của Lương Úy Lâm. Bọn họ phụ trách tất cả các công tác tình báo, có thể không khoa trương một chút nào mà nói, chỉ có bọn họ không muốn biết chuyện, chứ không có chuyện mà bọn họ không tra ra được. Nhận được mệnh lệnh của Hàn Diệp Phi, liền liên lạc với hắn. Anh nghĩ trước kia, người phụ nữ này cố chấp, trốn không muốn gặp anh. Nhưng không nghĩ tới Đoàn Dạ có thể tra ra hành tung của bọn họ mà đi theo tới đây. Cho nên anh mới không có điều động khu tình báo. Cha, lập tức tra ra cho ta. Lương Úy Lâm ngẩng đầu lên, nồng nặc lạnh lẽo rót vào trong đôi mắt của anh. Cho dù là ai nhìn thấy anh bây giờ, cũng sẽ bị dọa sợ tới phát run. Ít nhất thì thủ hạ của anh toàn bộ cũng đã bị kinh hãi. Đem thông tin 18 đời tu tông của Đoàn Dạ cho ta. Trong vòng nửa giờ, ta muốn biết lai lịch của hắn, bao gồm các giao dịch bẩn thỉu kia. Thậm chí, tối qua hắn ngủ với con đàn bà nào, toàn bộ truy ra cho ta. Lương Úy Lâm không có tâm tình, nhanh chóng sửa sang lại ống tay áo, rồi đi ra ngoài. Nhược Tuyết lúc tỉnh lại, cảm thấy đầu rất đau, tứ chi vô lực, nghĩ mở mắt ra, nhưng đã quá mệt. Cổ họng của cô đau như lửa đốt, đột nhiên, một cỗ nước mắt tràn vào môi của cô. Cô đói khát uống, cổ họng cuối cùng cũng có chút cảm thấy thư thái. Uống chậm một chút, kẻo bị sặc. Giọng nam dịu dàng ở bên tai của cô vang lên, hình như là có chút quen thuộc. Cô từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt của người đàn ông, từ mơ hồ tôi nhìn rõ, thậm chí chưa có rõ ràng. Đoàn Dạ. Rất tốt, thật vui mừng là cô vẫn còn nhớ tới tôi. Nụ cười lịch sự như vậy, đầu của cô hơi choáng váng, nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, trên một chiếc giường mềm mại, cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ toàn cây lạ cây, đây là nơi nào chứ? Tôi... tại sao lại ở chỗ này? Kỳ quái, đầu của cô tại sao lại đau tới như vậy chứ? Huyệt thái dương đau tới nỗi không chịu nổi.
Là tôi mời cô tới làm khách. Hắn lễ độ mỉm cười, đỗ cô từ từ ngồi dậy. Mời tôi? Cô nhíu mày không thể hiểu được cô làm sao mà tới được đây chứ. Đúng vậy, chính là mời. Không đúng chỗ nào chứ. Nhược Tuyết cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu trắng chói mắt ở trên người, suy nghĩ từ từ quay lại. Đúng rồi, cô đã từ trong hôn lễ chạy ra, nhưng Lương Úy Lâm lại không có đuổi theo. Lúc ấy cô chỉ biết cô không thể kết hôn cùng với anh, cũng không dám, chỉ muốn chạy đi. Cô kéo váy liều mạng chạy trên đường xa lạ, mọi người đi qua đều dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô. Nhìn bộ lễ phục tinh xảo, người phụ nữ phương Đông đạo hôn hay sao chứ? Thực sự là gặp khó, thế nhưng cũng không có chú rể nào đuổi theo. Cô không có để ý nhiều như vậy, chạy tới nỗi ngay cả giày cũng rơi ra, nhưng không thể quay đầu lại. Sau đó có một chiếc xe màu đen cản cô. Cô chưa kịp nhìn thấy người trên xe đã bị khăn tay trắng bịt vào miệng. Sau đó thì cô dần dần mất đi ý thức. Cô nghĩ như thế nào chứ? Nếu như tỉnh lại thấy là Đoàn Dạ, vậy thì hắn nhất định là chủ mưu rồi. Nhưng hắn bắt cô có mục đích gì cơ chứ? Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không đối với cô như vậy. Trên thực tế là hắn thực sự muốn cô. Như thế nào cũng phải đợi tới khi Lương Úy Lâm xuất hiện mới nói. Hắn đang ở trên đường thì nhận được tin tức nói rằng Lương Úy Lâm hôm nay cử hành hôn lễ, nhưng bọn họ ở bên ngoài hiện trường hôn lễ cách đây mấy cây số, cũng chưa có biện pháp tiến thêm một bước. Lương Úy Lâm, người đàn ông này quả nhiên là không thể xem thường. Thật là may mắn, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là chuẩn bị vạn toàn. Hắn tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có chỗ sơ hở, cho nên hắn không cam lòng rời đi, chờ hiện trường bên ngoài hôn lễ. Hắn không có nghĩ tới Nhược Tuyết thế nhưng lại từ trong hôn lễ chạy ra. Hơn nữa Lương Úy Lâm cũng không có phái người đuổi theo tới. Đây không phải là ông trời chiều lòng người hay sao chứ? Anh bắt tôi tới đây rốt cuộc là sao chứ? Đoàn Giả nhìn cô, ánh mắt thành khẩn. Nhược Tuyết, tin tưởng tôi đi. Tôi không muốn làm tổn thương cô, nhưng mà tôi có một món nợ, nhất định phải đòi Lương Úy Lâm. Rõ ràng như người đàn ông này quả thật là tượng đồng vách sắt, căn bản không có biện pháp động tay anh ta. Chỉ có cô và đứa bé mới chính là nhược điểm của anh ta. Muốn bắt cóc Lương Tư Đồng căn bản là chuyện không thể nào, cho nên hắn chỉ hướng cô mà xuống tay. Đứa bé? Nhược Tuyết nghe được Đoàn Dạ nhắc tới đứa bé, tim đau xót, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngay trước mắt thoáng qua. Trời ơi, cô làm sao có thể quên mất Đồng Đồng chứ? Cô đã đồng ý với con, muốn cùng nó vĩnh viễn không ra rời nhau. Ở trong hôn lễ cô cứ như vậy mà chạy ra, còn con bé thì làm thế nào chứ? Làm thế nào? Nó có khóc hay không? Đoàn Dạ, hắn muốn làm gì chứ? Con gái của tôi đâu? Anh đã làm gì với con của tôi? Cô chỉ có quan tâm tới con, có phải là đã bị bọn họ bắt rồi hay không? Cô yên tâm đi, con gái của Lương Úy Lâm chúng tôi không có bắt. Trên thực tế là bọn hắn căn bản không thể bắt được. Nếu như hôm nay không phải Nhược Tuyết chạy tới, cả cô cũng không thể dễ dàng bắt được như vậy. Vậy anh bắt tôi là có ý gì chứ? Nhược Tuyết cảm thấy hắn thực sự là điên rồi. Tại sao lúc này hắn lại cười chứ? Tôi đối với anh ấy mà nói, một chút ý nghĩa cô không có. Nếu như anh điều tra tìm hiểu rõ, nhất định sẽ biết giữa tôi và anh ấy ẩn oán không phải vài ba lời có thể nói rõ ràng được. Hiện tại tôi lại chạy đi như vậy, anh ấy hận chết tôi, làm sao có thể uy hiếp được chứ? Là như thế này có phải hay không? Hắn nhìn cô chằm chằm, nhìn kỹ từng vẻ mặt của cô. Theo tôi được biết thì Lương Úy Lâm rất thích cô, hơn nữa còn thích tới nỗi không thể dừng được. Nếu như không thích, lấy đâu ra hôn lễ hôm nay chứ? Nếu như không phải là thực sự ưa thích như vậy, người đàn ông kia sao có thể không truy cứu việc cô đã làm cho anh ta mất mặt trước mọi người chứ? Lòng của cô đang nghe lời của hắn thì đột nhiên giật mình, vội vàng lên tiếng phủ nhận nói. Làm sao có thể chứ? Anh nhất định là đã lầm. Cô không cần phải cùng với tôi tranh luận những chuyện này. Cô có quan trọng hay không? Mấy ngày nữa thì có thể biết. Hắn giơ tay ngăn trở lời nói của cô. Mấy ngày nữa? Là có ý gì chứ? Nhưng mà chẳng lẽ cô đã ngủ ở chỗ này mấy ngày rồi hay sao? Không phải cô phải đi về nhìn con, mà cô không biết Lương Úy Lâm sẽ làm gì cô, nhưng cô cần phải trở về tìm con. Nếu như anh ta dám một mình xuất hiện tại nơi này, như vậy cô cảm thấy cô có quan trọng với anh ta hay không chứ? Hắn cười tự tin vô cùng. Lần này hắn thực sự đã chuẩn bị tốt mới được. Lương Úy Lâm, người cũng có lúc rơi vào tay của tôi, hơn nữa lại còn vì một người phụ nữ. Đoàn Dạ, tôi với anh không thù không oán, ân oán giữa các người không liên quan gì tới tôi, vì sao anh lại đối với tôi như vậy chứ? Cô tức giận ra tiếng. Chuyện của hắn cùng với Lương Úy Lâm tại sao lại lôi cô vào chứ? Cô căn bản không muốn dính díu quá sâu, như vậy sẽ làm cho mình vạn kiếp bất phục. Nhược Tuyết, em có biết hay không? Cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho ánh mắt của hắn mê ly,
đưa tay muốn lau gò má ửng đỏ của cô, thế nhưng lại bị cô né tránh. Thật ra thì tôi rất thích em. 9 năm trước tôi đã thích em rồi. Chờ thời khắc sinh mạng của hắn hắc ám nhất, cô giống như một thiên sứ đi vào trong sinh mệnh của hắn. Mặc dù thiên sứ này làm cho hắn tức giận muốn hộc máu, nhưng mấy năm qua hắn vẫn không thể nào quên được cô. Cô rõ ràng là thất kinh, sợ tới muốn chết, lại tuân thủ không có gọi điện thoại ra ngoài, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện đã xảy ra trong phòng rửa tay. Nhưng phía sau hắn dùng hết quan hệ cũng không thể nào tìm được cô. Mãi cho tới lần trước ở vũ hội của Nghiêm gia gặp lại lần nữa, hắn đối với cô lần nữa khuynh tâm. Hắn thích cô tinh khiết, thích cô rõ ràng rất mạnh mai, nhưng ở trong mắt lại rất kiên cường. Đáng tiếc cô tại sao lại muốn là người phụ nữ của Lương Úy Lâm chứ, thực sự là không thể tha thứ. Anh thật đúng là làm cho người ta ghê tởm. Nhược Tuyết chưa bao giờ biết ghét hành động của một người là như vậy. Dù là trò chơi biến thái của Lương Úy Lâm là một người tài giỏi, nhưng anh ta ít nhất chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, sẽ không hèn hạ như hắn. Ghê tởm sao? Tôi có chạm qua em hay sao chứ? Y phục của em vẫn còn mặc trên người, thiết bị truy tìm trên người tôi vẫn còn chưa lấy ra. Hắn cũng chỉ là để cho cô dẫn tới nơi mà vệ tinh không tìm tới mà thôi. Chờ tôi giải quyết xong Lưu Ý Lâm, chúng ta có thể ở chung một chỗ. Tôi có thể dẫn em tới một nơi mà không ai biết chúng ta, vĩnh viễn sẽ ở chung một chỗ, không có ai tách chúng ta ra nữa. Kẻ điên rồi, Đoàn Giả nhất định là một người điên, một người bị thù hận che mất tâm trí. Cô làm sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Trước kia còn nghĩ hắn là người ôn hòa chứ, nhưng hắn căn bản là đã điên rồi. Lương Úy Lâm, anh sẽ đến hay không chứ? Anh sẽ đến cứu em hay sao? Thật ra thì em tình nguyện anh không tới, vì vậy người đã điên rồi. Anh nếu như quả thật một thân một mình tới đây, tuyệt đối là sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng ở tại thời khắc như vậy, ở sâu trong đáy lòng của cô có một thanh âm rõ ràng đã cho cô biết anh nhất định là sẽ tới. Cho dù là anh đã từng hành hạ khổ sở cô, thế nhưng hôn lễ cô lại cứ như vậy mà bỏ anh đi. Đây là một ngôi biệt thự ở Zurich, nằm ở gần đông nam của nước Pháp, trong một cái thị trấn nhỏ, nằm ở trong rừng sâu. Khó trách thủ hạ của anh mất một phen mới tra ra được. Khi Lương Úy Lâm đứng ở trong sảnh rộng, khuôn mặt trầm tĩnh, so với ánh trăng trong mùa đông này còn lạnh hơn, một thân quần áo màu đen, thân thể cao lớn rắn rỏi, giống như một quốc vương cao ngạo, đang dò xét lãnh địa của mình, hoàn toàn không có khẩn trương và lo lắng. Lương Úy Lâm, anh quả nhiên là thật can đảm, không hổ là ám dạ chi thần, làm cho người ta hồn bay phách lạc. Đoàn Giả ngồi ở lầu 2, thấy Lương Úy Lâm một mình tới, hơn nữa không sợ hãi, thủ hạ của hắn đang soát người anh ta, thực sự là can đảm, dám một mình tới địa bàn của hắn. Hắn thoải mái vỗ tay một cái, trên mặt cười hả hê. Cả tòa biệt thự bao gồm đại sảnh, lầu trên lầu dưới, trong ngoài, khắp nơi đều là thủ hạ của hắn, tất cả đều nằm vũ khí tân tiến nhất. Lợi thế của hắn đang đứng ở trước mắt, điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng tốt. Lần này hắn hạ quyết tâm đánh cuộc, hôm nay nhất định Lương Úy Lâm phải chết, sẽ không có chỗ chôn. Lời nói gì cũng đã nói hết rồi, tao làm theo yêu cầu của mày, tao muốn thấy cô ấy trước. Khi Lương Úy Lâm nhàn nhạt mở miệng, anh cứ sảng khoái đi, tôi dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có người đi dẫn người. Nhược Tuyết bị mang đi thì trên người vẫn là bộ lễ phục hôn lễ ngày hôm đó, bởi vì cô cự tuyệt Đoàn Dạ tự ăn uống để giữ mạng nhỏ của mình, về gặp con cái gì cô cũng từ chối. Sắc mặt tái nhợt, có chút tiểu tụy, tinh thần quá tệ. Khi cô đứng ở cầu thang, nhìn thấy một mình Lương Úy Lâm đứng ở vòng vây của cường địch mà hốc mắt đau xót, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Anh đã tới rồi sao? Trong lòng rõ ràng biết anh sẽ đến, nhưng khi thấy anh lúc này, lòng của cô lại trở nên chua chát, vừa đau khổ vừa ngọt ngào. Còn hận cái gì nữa chứ? Còn do gì điều gì nữa chứ? Người đàn ông kia vì cô mà một thân một mình đi vào hang cọp, nơi này khắp nơi đều là mãnh thú ăn thịt người. Anh rõ ràng biết lại chỉ đi có một mình, anh không đánh lại nhiều người như vậy, thế nhưng anh lại tới. Chỉ vì cô ở chỗ này hay sao chứ? Người đàn ông như Lương Úy Lâm, có lẽ cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không vì tổn thương ban đầu mà nói xin lỗi với cô. Nhưng cô đã không còn hận nữa, vào lúc này cô không còn hận anh nữa. Cô không có lợi ích gì, cũng không có cốt khí, không có kiên trì, nhưng cô đã không còn hận anh nữa. 3 năm quả thật rất dài, cô tự gạt mình, thật ra thì cô vốn là không quên được anh. Cô không còn cách nào khác, người đàn ông này cô biết là đang tồn tại như thế nào chứ. Cô vẫn còn yêu anh, không có cách nào khống chế được yêu anh. Coi như tình yêu này cô dùng hận để che, nhưng không thể che giấu được. Cho tới hôm nay, nhìn anh đứng ở đó, lòng của cô đã không còn nghi ngờ. Dù do dự trong hôn lễ, nhưng giờ phút này đã tan biến.
tầm mắt của bọn họ quấn quýt ở chung một chỗ thật chặt, thiên ngôn vạn ngữ cũng ở trong ánh mắt đó. Lương Úy Lâm, người thì anh cũng đã gặp được rồi, hoàn hảo không có thương tổn gì, bây giờ không phải tới phiên anh sao? Đoàn Dạ cười cười, giọng nói hưng phấn. Hắn nghĩ mơ ước gần 10 năm hôm nay rốt cuộc đã sắp được thực hiện, vào giờ phút này nhiệt huyết sôi trào. Mày đã cho tao phần đại lễ như vậy tao cũng nên đáp trả lại mày cho đúng chứ? Lương Úy Lâm chợt bình tĩnh mở miệng. Cái gì chứ? Lương Úy Lâm xuống tay, đè đồng hồ đeo tay của anh xuống. Một giây kế tiếp, cửa đại sảnh liền bị đá ra. Các huynh đệ của anh đi vào, từng người ở trên mặt đều mang theo hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn. Trên tay đều là vũ khí mà phía trước là... Anh tự mặc! Nhược Tuyết kinh ngạc, nhỏ giọng hô ra ngoài. Cô không nghĩ tới, lúc này lại có thể biết ở chỗ này nhìn thấy anh. Giật mình giống cô, còn có Đoàn Dạ. Sắc mặt của hắn trở nên xanh mét, khó có thể mà cười được. Đoàn Dạ, làm sao con lại ở chỗ này chứ? Mẹ Trung nhìn cháu ngoại thì cũng cả kinh. Bà vốn cho rằng người cháu này từ 9 năm trước đã không có, hôm nay lại nhìn thấy ở đây. Nhưng là người chứng kiến tới Nhược Tuyết, bà đồng thời cũng tức giận. Lăng Nhược Tuyết, tại sao các người sao chổi này của Trung gia lại xui xẻo đụng tới cô chứ? Cô còn không bảo người đàn ông của cô thả chúng tôi ra. Mẹ à, mẹ đừng nói nữa có được hay không? Trung Tử Mặc không biết nên vui hay nên mừng. Anh chưa bao giờ nghĩ họ lại đối mặt với nhau dưới tình huống như vậy. Những người khác cũng sợ không dám lên tiếng. Chị của Trung Tử Mặc, một nhà ba người ôm chặt nhau, bọn họ không hiểu đang chuyện gì xảy ra. Mà tiểu cô nương kia thấy Nhược Tuyết cũng trợn tròn đôi mắt. Mẹ Trung nói lời này làm cho cả người của Lương Úy Lâm càng thêm băng lạnh. Mà Nhược Tuyết thì lại không phản bác lời của mẹ Trung. Cũng không cần biết, nhưng mẹ con nhà chị Tuyền, ba người. Lương Úy Lâm, mày là có ý gì chứ? Rất khó để an ổn nữa, Đoàn Dạ đứng lên đi xuống cầu thang, hùng hăng chất vấn. Thủ hạ của hắn áp giải Nhược Tuyết đi theo cùng. Cái người này, thông minh, tại sao lại không biết cơ chứ? Lương Úy Lâm thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của mình sau đó nói. 6-1, mày được lợi rồi chứ? Quả nhiên là ngoan độc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lương Úy Lâm lại điều tra ra hắn, đem người thân của hắn tới trao đổi, chỉ là... Mày cũng đừng nghĩ, bọn tao đợi đã 9 năm, thù diệt bang hội tao không thể không báo. Hôm nay cơ hội tới, tao làm sao có thể buông tay chứ? Năm đó là vì giao dịch ma túy, sự tham gia của Lương Úy Lâm làm cho bọn họ không đề phòng, lại bị một bang phái khác giết chết. Nếu như không phải hắn trốn được qua biên giới, nếu không thì đã trở thành quỷ ở Diêm Vương Điện rồi. Mày cảm thấy mày có bao nhiêu hy vọng chứ? Lương Úy Lâm lắc đầu một cái, vì các người không nhìn rõ tình thế của mình, trên đời này có thể đấu cùng với Lương Úy Lâm anh còn chưa có ra đời. Mặc dù người bên ngoài bị mày giết chết, chỉ là mày nhìn kỹ một chút, tao chỗ này có bao nhiêu người chứ? Nơi này 200 người, coi như Lương Úy Lâm lợi hại hơn nữa, nhưng không tới một giây cũng bảo đảm hắn biến thành tổ ong vỏ vẽ. Mày xác định là mày không làm giao dịch này sao? Lương Úy Lâm nhàn nhạt mở miệng. Anh biết Đoàn Dạ đối với người thân của mình có một chút tình cảm. Dù sao thì năm đó hắn không có đường, cũng không có liên lụy người thân của mình, cho nên anh mới đem hết bọn họ tới đây làm lợi thế cho mình. Có lẽ bọn họ vô tội, nhưng anh mặc kệ, chỉ cần bảo đảm Nhược Tuyết an toàn, chuyện gì anh cũng sẽ làm. Bắt mấy người bọn họ thôi mà, coi là cái gì chứ? Anh không nghĩ là người thân của Đoàn Dạ lại chính là Trung Tử Mặc. Trung Tử Mặc lại còn dám dòm ngó tới người phụ nữ của anh. Món nợ này hôm nay anh sẽ đòi lại một thể. Tuyệt không? Thành công rõ ràng đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha? Hắn chết cũng sẽ không buông tha. Đáng tiếc. Lương Úy Lâm nhanh chóng từ bên mình, Hàn Diệc Phi móc cây súng lục chống đỡ trên cái ót của Trung Tử Mặc. Nếu như không đạt được thỏa thuận chung, vậy thì không bằng tao giúp mày lựa chọn. Cạch một tiếng, chốt an toàn đã mở ra. Không thể. Âm thanh bén nhọn cản từ Nhược Tuyết, trong mắt sắc bén của Lương Úy Lâm híp lại, hung hăng chửng cô. Lương Úy Lâm, anh không nên như vậy. Cô không ngừng lắc đầu, mang theo vài phần cầu khẩn. Anh Tự Mặc không có làm gì sai, anh hãy bỏ qua cho cả nhà bọn họ đi. Em vì bọn họ mà cầu cạnh hay sao chứ? Lời nói như tự trong kẽ răng của Lương Úy Lâm rít ra. Đúng vậy, xin anh đừng giết anh ấy. Cô thiếu Trung Tử Mặc quá nhiều, không thể đền đáp nghĩa tình này, cũng không thể để cho cả nhà của họ vì cô mà mất mạng, cái giá này quá lớn. Anh nhìn cô, trong mắt thâm trầm. Lương Úy Lâm, người phụ nữ của mày lại vì người đàn ông khác. Đoàn Dạ như vậy điên cuồng mà cười to. Lương Úy Lâm dùng súng ở trong tay, càng ngày càng nóng chặt. Đoàn Dạ, mày xác định 6 mạng người của nhà họ Trung mày có thể hoàn toàn không quan tâm?
thủ hạ của anh đem 6 người nhà họ Trung tới trước mặt, súng đồng thời chống đỡ lên cái ót của bọn họ. Bởi vì sợ cô gái nhỏ khóc không ra tiếng, mà mẹ Trung cũng dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Nhược Tuyết. Tiếng cười cuồng vọng suốt cuộc cũng dừng lại, Đoàn Giả cứng ngắc cũng chần chừ. Hắn làm sao có thể không quan tâm, khi còn bé trong nhà quả thật không có gì tốt, dì thường giúp đỡ bọn họ. Sau khi bọn họ đi Thái Lan, cha mẹ nhiều năm sau qua đời, dì chính là người thân duy nhất cho hắn nên năm đó. Nếu như không có đường nuôi, hắn cũng sẽ không liên lụy bọn họ. Thù hận của hắn không bỏ được, nhưng nếu như muốn hy sinh cả nhà dì, hắn thực sự là không thể xuống tay được. Lương Úy Lâm người này thâm sâu không thể lường được, sẽ không ai biết bước kế tiếp anh ta muốn làm cái gì. Hắn sẽ không dám cầu sáu mạng để đánh cược đấy chứ. Đã suy xét kỹ hay chưa? Khẩu súng mở ra thanh âm, kích thích màng nhĩ của hắn. Hắn một thanh kéo Nhược Tuyết ra, dùng súng chống đỡ bên hược thái riêng của cô. Người phụ nữ của mày, mày không phải là đã mặc kệ mạng nhỏ của cô ấy đấy chứ? Cho nên tao với mày trao đổi 6-1. Tình thế có vẻ như đã rất rõ ràng rồi. Bọn họ cũng bắt được đối phương muốn hại, không được phép suy tính lâu. Hắn cắn răng một cái. Được. Quá trình trao đổi đều là trầm mặc. Sau khi trao đổi con tim, Đoàn Giả cười to ra ngoài. Lương Úy Lâm, cho dù mày thông minh cũng không ngờ tới xung quanh biệt thự này được chôn bom chứ. Lấy hộp điều khiển tivi ra, đồng thời phân phó thủ hạ đem người nhà của hắn và dì lên lầu đi cuối máy bay trực thăng. Chỉ có Trung Tử Mặc sống chết không chịu đi, cậu ta bị thủ hạ của hắn kéo ra phía sau. Tao hôm nay gọi mày tới đây chính là muốn cùng mày chết. Hắn tự tay chỉ vào bên trong phòng hơn 200 người. Những người này đều là thủ hạ trung thành nhất của tao, chính là chết cũng nguyện ý theo tao. Hôm nay xem ra là ngày cuối cùng, người thắng là tao. Không có ai thấy được Hàn Diệp Phi hành động, kéo Trung Tử Mặc trở lại, chống súng vào đầu của cậu ta, đứng ở bên cạnh Lương Úy Lâm. Lương Úy Lâm, mày không coi trọng chữ tín. Đoàn Dạ giận tới nỗi hai mắt đỏ lên, cầm hộp điều khiển tivi trong tay, tay cũng đã phát run. Đối với người như mày, không cần thiết coi trọng chữ tín. Tử Mặc, tại sao lại không nghe lời của anh? Nhất định phải phá hư chuyện của anh chứ. Chỉ cần tay của hắn nhấn nút một cái, tất cả mọi người đều chết, bao gồm cả Lương Úy Lâm. Anh họ à, xin lỗi, em không thể để Nhược Tuyết một mình ở nơi này. Trung Tử Mặc thở ơ, lắc đầu quay lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, em không sao chứ? Anh Tử Mặc, anh không nên. Nhược Tuyết rất muốn nhắm mắt lại, nhưng cô lại sợ. Sợ Lương Úy Lâm thực sự sẽ giết anh ấy. Cô không thể nghĩ ra được Tử Mặc vào Đoàn Dạ lại có quan hệ như vậy. Không trách được lần đầu tiên thấy hắn cô có cảm giác rất quen thuộc. Thì ra là máu mủ không xóa được. Tại sao để cho bọn họ gặp nhau trong tình cảnh này chứ? Như vậy thì cùng nhau đi gặp Diêm Vương thôi. Loại bom này có thể phá hủy cả ngọn núi, tất cả đều phải chết. Không bằng mày cứ ấn thử đi. Lương Úy Lâm hung ác nhìn chằm chằm Trung Tử Mặc, sau đó quay người lại nhìn người đàn ông đã điên cuồng, nhẹ giọng đề nghị. Mày có ý gì chứ? Đúng là có ý. Bom của mày chúng tao cũng đã hủy rồi. Một nhóm người đi vào trang phục màu đen. Chủ nhân đã xử lý sạch sẽ. Cầm đầu là một người đàn ông tóc vàng, cung kính báo cáo với Lương Úy Lâm. Không thể nào, không thể nào. Đoàn Giả điên cuồng nhấn vào hộp điều khiển tivi trong tay, nhưng không có phản ứng, một chút phản ứng cũng không có. Hắn một thanh ném xuống, giơ súng trong tay hướng tới bọn họ. Thủ hạ của hắn cũng đi theo nổ súng. Lương Úy Lâm một tay che chở cho Nhược Tuyết, liền lui ra ngoài. Nhất thời bên trong biệt thự là một mạng hỗn chiến. Nhược Tuyết không nghĩ tới Lương Úy Lâm sau khi cứu cô trở lại cũng không có đưa cô trở về du ích mà dẫn cô về nước. Ngay sau đó anh Tử Mặc cũng bị bọn họ đưa về, nhưng cô không gặp lại anh nữa. Cô rất lo lắng, nhưng Lương Úy Lâm không để cho cô gặp anh, đối với cô cũng là lạnh nhạt, cũng không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô cảm thấy anh đang rất giận cô, tức tới nỗi không muốn nói chuyện. Có hay không chứ, giận cái gì đây? Nếu như anh nguyện ý mạo hiểm tính mạng tới cứu cô, vậy là hẳn không nên giận cô chuyện chạy khỏi hôn lễ đấy chứ. Thế nhưng anh lại không muốn gặp cô, cô cũng không có cách nào. Nhưng cô lo lắng cho Đồng Đồng, không biết phải làm sao. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rực rỡ, nhưng cô lại không cách nào ngủ được, cho nên đi xuống lầu mướn ra ngoài vườn hoa. Ngón tay mơn trớn cầu thang đi xuống, lòng của cô cảm khái. Căn nhà này là nơi nhiều nước mắt và khổ sở, nhưng nhiều năm qua cô vẫn ở đây. Nhưng khi cô vừa tới cửa, A Cánh đã đi ra ngăn cản cô. Tiểu thư, hiện tại không thể ra bên ngoài, xin về lầu nghỉ ngơi. A Cánh, tại sao không thể ra ngoài chứ? Nhược Tuyết nhìn người đàn ông thái độ qua bao nhiêu năm cũng không có thay đổi. Cô không muốn đi đâu cả, chỉ là ra vườn hái hoa không được hay sao chứ?
Tiểu thư, tối nay đi, chủ nhân ở bên ngoài không có tiền. Anh chỉ có thể nói như vậy. Làm cái gì chứ? Lương Úy Lâm, tên khốn kiếp này, thấy cô không nói, còn chưa tính hiện tại anh ở bên ngoài, cô cũng không thể đi ra quấy giày. Được rồi, không thì không đi, có gì mà to tát chứ. Xoay người đi lên lầu, nhưng một chân vừa đặt lên đã thấy bóng dáng quen thuộc từ máy theo dõi thoáng qua. Cô thấy Trung Tử Mặc và Lương Úy Lâm. Tôi không đi, các người buông tôi ra, tôi muốn tìm người. Ngày đó trong mưa bom lửa đạn, anh bị các người có thể so sánh như một người bộ đội đánh anh ngất xỉu, sau đó tỉnh lại biết mình đã được về nước, hơn nữa lại bị giam cầm ở một nơi xa lạ. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn cho anh, nhưng anh không thể rời khỏi phòng nửa bước. Nhưng hôm nay, người đàn ông lạnh lẽo đó nói với anh có thể đi, sau đó lại mạnh mẽ kéo anh ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi đó, một đường nhìn thấy biệt thự, có phải là Nhược Tuyết và người đàn ông đó đang ở đây hay không? Nghĩ tới khả năng này, anh nguyện là không đi. Tình cảm ngày hôm đó, anh thực sự lo lắng cho Nhược Tuyết có bị sao hay không chứ. Không được tận mắt nhìn thấy cô, anh không được yên lòng. Nhưng các người đàn ông cao lớn không có để ý tới anh, vẫn áp giải anh ra khỏi cửa. Sau đó nhìn thấy một chiếc xe đi thẳng vào, anh dùng hết hơi hết sức chạy vọt tới. Hộ vệ áo đen không nghĩ tới Trung Tử Mặc lại có sức lực lớn như vậy. Xe ngừng lại, Lương Úy Lâm chậm rãi hạ cửa xe xuống, tỉnh táo nhìn người hộ vệ kia, lập tức mà lôi xuống. Lương tiên sinh. Trung Tử Mặc gọi tên của anh, cũng không có xưng hô tổng giám đốc như ở công ty. Tôi hy vọng anh có thể để cho tôi gặp Đường Nhược Tuyết. Trước mặt của Lương Úy Lâm không ai có thể phách lối được, huống chi Trung Tử Mặc luôn luôn tào nhã lịch sự như vậy. Trong mắt của Lương Úy Lâm đen nhánh, thoáng qua có một chút phức tạp. Ngón tay của anh đang lật nhẹ tài liệu, nhàn nhạt mà mở miệng. Cô ấy không muốn gặp anh đi đi. Khi đi anh xác định không bỏ qua cho cậu ta nữa. Nếu như anh đã nguyện ý thả cậu ta đi, không nên trở lại khiêu khích anh. Anh không phải là cô ấy, không có quyền thay cô ấy trả lời. Trung Tử Mặc thái độ kiên trì, anh đưa tay mở cửa xe, đi ra đứng ở trước mặt Trung Tử Mặc, suy nghĩ sâu xa nói. Tôi đề nghị anh nói cho rõ ràng, có rất nhiều chuyện không phải có tiền là có thể giải quyết được. Tôi chỉ muốn xác nhận cô ấy không sao là được rồi. Trung Tử Mặc vẫn không muốn buông tay. Cô ấy là người của tôi, tốt nhất là không liên quan tới anh. Nhưng mà cô ấy đối với tôi mà nói là rất quan trọng. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, Nhược Tuyết đơn thuần là một cô gái vui vẻ. Ân oán giữa các người tôi không có tư cách nói. Nhưng nếu như cô ấy ở cùng một chỗ với anh không vui, tại sao lại không buông tay để cho cô ấy đi chứ? Một khẩu súng đen nhánh chống vào nơi mi tâm của cậu ta, dịu dàng mà nói nhỏ. Nói tiếp đi, tôi còn muốn nghe. Bởi vì tôi thích cô ấy. Nếu như những thứ mà cô ấy cần anh không thể cho cô ấy, vậy thì tôi có thể. Tôi sẽ quý trọng cô ấy, hy vọng cô ấy có thể sống hạnh phúc. Không sợ họng súng lạnh lẽo, Trung Tử Mặc nói. Cạch, một tiếng mở chốt an toàn ra. Lương Úy Lâm híp mắt lại, ngón trỏ sao động. Chỉ cần một cái thôi, Trung Tử Mặc ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời. Còn có lời gì phải nói nữa hay sao? Lương Úy Lâm bên môi nâng lên nụ cười lạnh. Anh vốn nghĩ bỏ qua cho cậu ta, kết quả là cậu ta lại dám ở trước mặt của anh mà thổ lộ tình cảm. Không có. Trung Tử Mặc nhắm mắt lại. Một người đàn ông như vậy, nếu như quả thật muốn giết chết anh, anh căn bản tìm không thấy lối nửa bước, chỉ là anh hy vọng Nhược Tuyết có thể sống khá hơn một chút mà thôi, dù cô chưa từng cho anh cơ hội để chăm sóc cô. Rất tốt. Anh từ từ giơ ngón tay, động tác cố ý chậm chạp. Anh ngược lại muốn nhìn một chút, một người đàn ông có thể hy sinh vì tình yêu, đang đối mặt với cái chết sẽ có nét mặt ra sao chứ. Lương Úy Lâm, không thể. Giọng nữ mềm mại vang lên mang theo khẩn trương, ở chỗ xa không thấy vang lên. Thấy một màn như vậy, Nhược Tuyết mới hiểu ra được A Cánh không để cho cô ra ngoài chính là vì nguyên nhân này. Anh Tử Mặc tại sao lại ở chỗ này chứ? Mà Lương Úy Lâm, cặp mắt mang theo kiên định, từng bước đi tới gần anh. Nhược Tuyết à, em không sao chứ? Nhìn thấy người phụ nữ làm cho anh lo lắng vô cùng, Trung Tử Mặc cũng yên tâm, Nhược Tuyết vẫn rất tốt. Anh Tử Mặc. Nhược Tuyết đáp lại anh ta bằng một nụ cười, đi thẳng tới trước mặt của Lương Úy Lâm. Lương Úy Lâm, anh không được giết anh ấy. Em lại dám tìm người đàn ông khác, như thế nào? Không nỡ để cho cậu ta chết hay sao chứ? Con ngươi màu đen của Lương Úy Lâm chợt trở nên hời hợt, thái độ càng ngày càng bình tĩnh. Đúng vậy, anh ấy không thể chết được. Em chạy khỏi hôn lễ là vì cậu ta hay sao? Nhược Tuyết à, em... Trung Tử Mặc rõ ràng ngày đó hiểu rằng khi thấy cô mặc áo cưới trắng thì ra là bọn họ đã kết hôn. Nhưng Nhược Tuyết tại sao chứ? Không phải. Nhưng Nhược Tuyết vào thời khắc này không khỏi thốt lên lời.
ánh mắt của anh thật đáng sợ, như là muốn đem người ta cắn nuốt đáng sợ. Trả lời không được sao? Vậy có nghĩa là em thích cậu ta. Cho nên lúc cuối cùng ở buổi lễ, cô không muốn ở bên cạnh anh là vì người đàn ông khác mà lẩn trốn anh hay sao chứ? Không phải như vậy, không phải như vậy. Người trong lòng của cô rõ ràng là anh. Anh sao lại nghĩ cô thích anh Tử Mặc chứ? Anh thông minh như vậy, tại sao lại không nhìn ra rằng cô vẫn thích anh? Lương Ngụy Lâm, anh hãy để cho anh Tử Mặc đi đi. Em sẽ ở bên cạnh của anh không rời khỏi. Nhược Tuyết à, em không cần như vậy đâu. Nếu như ở bên cạnh anh ta không vui, vậy thì hãy đi cùng anh được hay không? Nếu như quả thật thích một người, làm sao có thể không muốn cùng anh nắm tay đi? Nhược Tuyết có phải là đã quá rõ ràng rồi hay không? Vĩ đại như vậy sao? Vì cậu ta, em không cần tới sự tự do của mình. Giơ tay đẩy cô ra, súng lục khẽ nâng, cô lại dám ở trước mặt của anh vì một người đàn ông khác, coi anh là cái gì chứ? Trung Tử Mặc đáng chết, sớm đã đáng chết rồi, anh không cần mềm lòng thêm nữa. Lương Ngụy Lâm, nếu như anh thực sự muốn giết anh Tử Mặc, vậy thì hãy giết em trước đi. Cô cầm lấy súng lục của anh, từ tay của anh hướng về trán của mình. Nhược Tuyết nhẹ nhàng mở miệng. Anh chưa bao giờ thấy Lăng Nhược Tuyết kiên định mà mỹ lệ như vậy. Thế nhưng lại vì một người đàn ông khác, tất cả chung quanh đều an tĩnh, mọi người đều bị khẩn trương, kích thích mồ hôi lạnh toàn thân. Bọn họ không có cách nào tưởng tượng chuyện kế tiếp sẽ ra sao. Nhược Tuyết à, em không nên như vậy. Trung Tử Mặc muốn đi tới, lại bị người ta kéo lại, không để cho nhúc nhích. Anh sao có thể để cho Nhược Tuyết mất mạng vì anh chứ? Người đàn ông này có phải là thích cô ấy hay không? Nếu không sẽ không đem người nhà của bọn họ ra để đi cứu Nhược Tuyết. Nhưng Nhược Tuyết có phải là không cam tâm tình nguyện sống ở bên cạnh anh ta hay không chứ? Đây là loại nhiệt tình gì đây? Tại sao anh lại cứ lún vào? Nhưng không có người trả lời vấn đề của anh. Bọn họ ở giữa giằng co, giữa bọn họ không ai có thể tan ra để mà đi vào. Em dùng mạng của mình để đổi mạng của người đàn ông khác. Đúng. 10 ngón tay nắm thật chặt súng lục. Cô biết trước mặt của người đàn ông này thực sự rất muốn giết anh Tử Mặc. Cô chỉ có thể dùng mình để mà đánh cược. Không sai, cô đánh cuộc chính là tình cảm của Lương Úy Lâm dành cho cô. Cô biết anh thương cô, nhưng cô lại không muốn người khác vì mình mà mất mạng. Lương Úy Lâm nhìn cô, vẻ mặt của anh rất an tĩnh, lại đem đến cho mọi người một loại áp lực cường đại chưa bao giờ có. Ai cũng không nói lời nào, ai cũng không dám động đậy, ngay cả tiếng hít thở giống như cũng trở nên dư thừa. Cực lâu trở về sau, Lương Úy Lâm lại cười. Nếu như anh muốn, có một người nhất định phải chết. Giữa anh và cậu ta, em chọn người nào chứ? Trong mắt của Nhược Tuyết mở thật to, lúc này trong đầu của cô trống rỗng, toàn thân cũng mềm nhũn. Cô ngốc giống như bị rơi vào một ác mộng đáng sợ. Cô nói cũng không được gì nữa. Ác mộng này quá sâu, cô không tỉnh táo. Lương Úy Lâm, tại sao anh còn phải ép em như vậy chứ? Anh biết rõ ràng tại sao còn phải ép em. Từng giọt lệ rơi xuống, im lặng. Lăng Nhược Tuyết, em không có cách nào lựa chọn như vậy hay sao? Em chính là hận anh như vậy hay sao chứ? Anh cúi đầu xuống ở bên tai của cô thì thầm nói. Rốt cuộc thì phải làm sao? Có thể để cam tâm tình nguyện, sống cùng với anh chứ? Rốt cuộc thì phải làm sao? Em mới yêu anh. Lương Úy Lâm cho tới hôm nay mới biết, đối với cô mà nói, mình căn bản cũng không có giới hạn thấp nhất. Anh đối với cô không nắm chắc, cô đã sớm không thương anh. Hàn Diệc Phi hiểu lúc nãy Lương Úy Lâm muốn làm gì nhưng đã chậm. Hắn dùng sức lực cả đời để nhào tới, nhưng tiếng súng vẫn vang lên. Ngực của anh chảy máu, Hàn Diệc Phi liếc mắt, nhìn xung huyết đỏ bừng, muốn giành lấy súng trong tay của Lương Úy Lâm. Nhưng không tới, phát súng kia vẫn bị anh nắm chặt không buông ra. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ hãi, hô hấp như muốn ngừng lại, ngay cả Trung Tử Mặc sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhược Tuyết, môi đã trắng bệch như tờ giấy. Anh tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Tại sao lại có thể? Cô nghĩ đưa tay ra phủi vết thương của anh, nhưng cô đã không nhúc nhích được nữa. Một chút cũng không thể nhúc nhích được. Tại sao cảnh tượng giống nhau lại xảy ra lần nữa? Cô không phải là muốn anh chết. Hàn Diệc Phi đỡ lấy Lương Úy Lâm hướng về phía biệt thự, lại bị anh giơ tay lên ngăn cản. Anh quay đầu nhìn cô dứt khoát nói. Lăng Nhược Tuyết, em đi đi. Nếu như ở bên cạnh anh làm cho em khổ sở, làm cho em khó chịu, vậy thì em hãy đi đi. Anh sẽ không cản em nữa. Cô giống như là mất đi ý thức, nghe âm thanh của anh, ngước mắt nhìn anh, nhưng lại không nghe thấy anh đang nói gì. Nếu như em muốn còn thấy Đồng Đồng thì liên lạc với A Cánh. Anh không muốn gặp em nữa. Từ giờ phút này em đã thực sự tự do. Tại sao anh luôn chậm một bước? Chậm một bước đã là chân trời. Mạnh mẽ bắt được nhưng vĩnh viễn không thuộc về mình. Nếu như quả thật không thể yêu được nữa thì không cần, bởi vì anh không thể làm cho cô hết khổ sở. Vậy thì để đau khổ lại cho anh tự gánh đi.
ác mộng, đó chính là ác mộng. Nhược Tuyết giống như là ở trong mộng, tìm không thấy lối thoát, nhắm mắt đều là máu tươi. Không phải như vậy, không phải vậy. Cô múa đôi tay, trong hôn mê, Nhược Tuyết vẫn còn chưa an ổn. Tiểu Tuyết à, không sao, không sao, nó không sao rồi. Nhan Thành Uyển đau lòng ôm lấy cô, thực sự là nghiệt duyên. Thật may đứa con nhà mình phúc lớn mạng lớn. Hàn Diệp Phi liều mạng xông tới, nên đạn đã chật qua tim, chỉ kém 0,5cm nữa là đi vào tim. Cho dù là hoa đà tái thế, cũng không thể cứu vớt. Dị Nhan à, con xin lỗi, con chỉ muốn anh ấy sống thật tốt, con không cố ý. Mở mắt ra, lệ lại chảy xuống. Phương thức tương tự kia vẫn làm cho người ta khiếp sợ, cũng làm cho cô đau lòng. Cũng may là anh không sao, hiện tại cô mới hiểu được anh trong cảm nhận của cô lại quan trọng tới như vậy. Vừa nghĩ tới, ngộ nhớ anh xảy ra chuyện gì thì cô cũng không muốn sống nữa. Nhưng cô hiểu thì đã muộn rồi, anh không hề để ý tới cô và cũng không để cho cô thấy anh nữa. Nhược Tuyết à, không sao rồi. Úy Lâm hôm nay đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra, có muốn gặp nó hay không? Nhàn Thanh Uyển nhàn nhạt mà cười. Hai cha con bọn họ đều vì yêu mà cố chấp, đều vì yêu mà hủy diệt tất cả. Nhược Tuyết đối với Úy Lâm là yêu cũng là may mắn của nó, nếu không yêu cả đời sẽ là đau khổ. Nhưng mà anh ấy không muốn gặp con. Nhược Tuyết cúi đầu, tâm tình càng thêm xuống thấp cùng với khổ sở. Ngày hôm đó anh ở phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ở bên ngoài, thế nhưng đưa ngón tay kêu để cho cô đi. Người đàn ông này thực sự quá đáng. Có gì ở đây, ai dám cản con chứ. Thật xin lỗi gì Dị Nhan. Cô chạy trốn khỏi hôn lễ, cô khiến cho Lương Úy Lâm một lần nữa bởi vì cô mà tính mạng bị đe dọa. Thân là mẹ của anh, nhưng bà chưa từng trách cô lấy một câu. Nhàn Thành Uyển như thế làm cho Nhược Tuyết cảm giác lòng của mình rất đau. Nhược Tuyết à, con nói cho dị biết, con thương nó hay sao? Hai cặp trọng mắt đồng thời nâng lên, vào giờ khắc này đối mặt, một là sáng tỏ, một là trước nay chưa từng có kiên định như vậy. Dị Nhan à, đời này của con sẽ chỉ ở bên cạnh anh ấy thôi. Gương mặt tái nhợt, rốt cuộc cũng có chút ửng đỏ. Cô thương anh, nhưng ở trước mặt của dì Nhan Thanh Uyển, cô lại không dám nói ra. Vậy không sao rồi hả? Nếu yêu, vậy thì còn có vấn đề gì không thể giải quyết được nữa? Yên tâm đi, nó cùng với cha của nó đều là rất giống nhau. Mặc dù hơn 30 tuổi rồi, chính là thích ầm ĩ một chút, không được tự nhiên mà thôi. Mẹ ạ, chúng ta cùng nhau đi thăm bác, có được hay không? Thân thể nho nhỏ đã từ bên ngoài chạy vào, bò tới bên giường. Được rồi, chúng ta cùng đi. Nhược Tuyết kéo con vào trong ngực. Thật tốt, bảo bối của cô không có trách cô. Sau khi về nước, lần đầu tiên nhìn thấy con bé thì nó đã khóc chạy tới, ôm chặt lấy cổ của cô không tha. Một mực bên tai của cô lẩm bẩm nói qua: Đồng đồng, không muốn mẹ đi đâu. Bảo bối của cô như thế nào cũng sẽ không buông tay nữa. Phòng bệnh cao nhất ở bệnh viện Lương Thị, trên giường bệnh anh lặng lặng nằm đó, ánh mắt nhắm chặt lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có mặc quần áo bệnh nhân, bắp thịt mệt mỏi, trên người quấn băng gạc thật dày. Vết thương có thể đau hay không chứ? Tại sao lại có một người đàn ông kích động như vậy? Cái gì cũng không hỏi rõ ràng, liền đã bóp cỏ súng. Nếu như không phải là Hàn Diệp Phi lao ra, đoán chừng cả đời này cô sẽ phải hối hận. Anh đối với cô như vậy, còn hoài nghi gì nữa hay sao? Nhược Tuyết nhìn bóng dáng quen thuộc kia, mạnh mẽ như cũ, cường tráng, có lực. Đường cong không có kẽ hở của phái nam, cho dù bị thương, vẫn vương giả cao cao tại thượng, không có ai sánh kịp. Một chút chua xót xông lên mũi, cô nhịn không được hốc mắt đỏ. Người đàn ông hưu đốn này lại bảo cô rời đi, lần này cô sẽ không đi, xem anh như thế nào chứ. Tiểu thư, phu nhân. Ẩn ở trong bóng tối, A Cánh nhìn tới được Nhược Tuyết bọn họ đứng ở cửa, sau đó ra ngoài hỏi. Chủ nhân vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tệ cho lắm, nhưng anh sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất là không để cho gặp tiểu thư. Nhưng hiện giờ cô chủ nhỏ và phu nhân nữa, vậy anh phải làm sao đây? A Cánh, anh... Chủ nhân không sao đâu, tiểu thư cô... A Cánh bị làm khó, mệnh lệnh của chủ nhân anh không thể cãi, nhưng tiểu thư và phu nhân anh cũng không thể cản. Thủ hạ làm lúc này tại sao lại khó như vậy chứ? A Cánh à, cho con bé vào đi. Thanh âm uy nghiêm không giảm từ phía sau chuyển tới, đó là Lương Ngạo Vũ. Dạ vâng. A Cánh thấy Lương Ngạo Vũ cho nên lùi xuống, hai bên cũng trung thành, chẳng khác gì là hai bên cũng phản bội. Không biết bộ dạng của anh như thế này có tính là phản bội hay không. Nhược Tuyết à, đi vào đi. Nhan Thành Uyển nhẹ nhàng đẩy vai của Nhược Tuyết.
Nhược Tuyết trong mắt trừ người đàn ông kia, cái gì nhìn cũng không thấy được nữa rồi, mà vẫn là một người đàn ông tỉnh táo, bây giờ đã mở mắt ra. Thâm Thúy tầm mắt thật chặt khóa ở bên cạnh cửa, một người phụ nữ mảnh khảnh lại xinh đẹp. Anh nhìn cô cũng nhìn anh, hai tầm mắt đan vào nhau thật lâu không có rời. Gương mặt luôn luôn nghiêm túc cương nghị bỗng thay đổi. Nương nương, tại sao chúng ta phải đi về chứ? Sau khi Nhược Tuyết đi vào, cửa nhẹ nhàng đóng lại, mơ hồ còn nghe được bên ngoài chuyển tới thanh âm không hiểu của cô gái nhỏ. Bởi vì cha mẹ có rất nhiều lời phải nói, chúng ta về nhà trước có được hay không chứ? Thanh âm nhẹ nhàng dụ dỗ càng xa, cho tới khi bên trong phòng bệnh khôi phục lại yên tĩnh. Nhược Tuyết đi tới bên giường, ngây ngốc đứng ở nơi đó, tham lam nhìn dung nhan quen thuộc của anh, không rời đi tầm mắt. Bọn họ hai lần nữa gặp mặt tương giao, cô nhìn thấy trong mắt của anh có một chút ánh sáng như ngọn lửa lóe lên trong một cái, rồi ngay sau đó lại biến mất. Trầm mặc, anh mở miệng. Không biết Lăng tiểu thư có chuyện gì, muốn một mình cùng tôi nói hay sao? Cái gì chứ? Anh, cái tên đàn ông khốn này gọi cô là cái gì chứ? Lăng tiểu thư, anh đi mà làm Lăng tiểu thư, người đàn ông lương úy năm đáng chết nhất định phải dùng khẩu khí như vậy hay sao? Đầu tiên là đối với cô hứng hờ, sau đó tỉnh táo gọi cô là Lăng tiểu thư. Chắc là lần trước anh giơ tay để cho cô đi đã đủ đả thương rồi, không nghĩ tới lần này lại càng thêm. Cô dễ bị khi dễ lắm có phải hay không? Nhìn dáng vẻ của anh đoán chừng là không chết được, vậy thì cho anh tức chết đi, tránh cho anh đắc ý. Lương tiên sinh, tôi chỉ là tới nhìn anh một chút, có phải hay không là anh sắp chết? Nếu như vậy thì lập tức di chúc, nhớ để cho tôi một ít. Vốn là rất khổ sở đau lòng, nhưng nhìn người đàn ông này, ngay cả bản lãnh giấu đi khi cô bị kích thích cũng rất lớn. Cô trợn to hai mắt nhìn anh, hoàn toàn là khiêu khích, tức giận không dứt. Nếu như không phải nhìn anh là bệnh nhân, cô nhất định sẽ hung hăng đấm cho anh mấy quyền. Lăng tiểu thư, tôi lập di chúc, mắc mớ gì tới cô chứ? Cô không phải là gì của tôi, cô không phải là không muốn cùng với tôi thiếu nợ hay sao? Ánh mắt lạnh nhạt mang chút sắc bén liếc nhìn cô một cái. Lương Úy Lâm nằm không nhúc nhích. Lương tiên sinh, sự xưng hô này thật là tốt, thật là có tiến triển. Anh chết, cô có thể vui vẻ như vậy hay sao? Lời của anh đâm vào tim của Nhược Tuyết, quấn bách được một lúc thì cứng họng, máu cả người trong nháy mắt dâng trào. Cô nghĩ mặt của mình lúc này là hồng tới nỗi mặt trời ở hướng Tây, tại sao lại có người đàn ông thủ gia như vậy chứ? Lương tiên sinh, như thế nào quên mất, tôi đã đi theo anh nhiều năm như vậy, có thể lấy thủ lao làm ấm giường chứ? Tức chết cô sao? Nhưng tại sao lời nói như vậy cô lại đỏ mặt chứ? Hơn nữa chân lúc này cũng không thể đứng vững rồi. Trong phòng bệnh một lần nữa tĩnh mịch không có tiếng động. Thật lâu, Nhược Tuyết mới lấy ra dũng khí mà ngẩng đầu, lặng lặng nhìn anh. Ấm giường sao? Anh phá vỡ trầm mặc, bên môi nâng lên đường cong, liền hỏi cô. Chẳng lẽ chỉ có nguyên nhân này thôi sao? Nhược Tuyết nhìn anh vẫn như cũ, vẻ mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời có một chút giận mình. Người đàn ông này tỉnh táo thâm trầm, dù là giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác bí ẩn, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Cô thực sự có nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh có phải là cùng cơ ở chung một chỗ, hỏi anh tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy, tổn thương tới mình. Nhưng cô lại không có cách nào mở miệng. Thời gian bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy, cơ hội để nói chuyện quá ít, cộng lại không được một ngày. Bình thường làm nhiều hơn nói, có lẽ người đàn ông như Lương Úy Lâm vĩnh viễn không vì những chuyện mà mình đã làm mà xin lỗi đấy chứ, cũng không bao giờ chịu nói ra xin lỗi hay sao. Nhưng đã quá đủ rồi, cần gì suy tư, cũng tự tìm tới phiền não. Nếu như anh thực sự không quan tâm cô, thật sự không cần cô, vậy thì sẽ không cứu cô, không ép cô chọn lựa đi theo anh hay là đi theo anh tự mặc. Có lẽ anh thực sự như Nhan Thanh Uyển nói, đang giận dỗi với cô hay sao? Mặc kệ như thế nào, em còn phải cảm ơn anh. Nhược Tuyết ngồi tới ở mép giường, cô không muốn bàn lại vấn đề kia, đưa tay sờ ngực của anh, nhưng cô lại không dám động. Cảm ơn tôi. Tròng mắt đen của Lương Úy Lâm nheo lại nhìn cô chăm chú, ánh mắt âm u giống như báo ở trong rừng rình rập con mồi. Anh muốn ngủ tiếp hay sao? Có muốn uống nước hay không? Nếu không... Cô như đang lấy lòng chồng mình, thần sắc tự nhiên lại hơi ngượng ngùng mà nói lạm nhạm. Em gọt hoa quả ướp lạnh cho anh ăn có được hay không? Cô nói xong vừa muốn đứng lên đi lấy trái cây, một giây kế tiếp còn không kịp làm rõ chuyện gì đang xảy ra, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy được. Tiếp theo, cả người bị anh kéo qua, thật chặt đặt ở trước ngực. Nhược Tuyết phát ra một tiếng a kinh hãi, ngước mắt, phát hiện sắc mặt của anh không quá tốt,
liền không dám tránh anh, chỉ sợ đụng phải vết thương của anh. Nếu như muốn cảm ơn tôi, Lương Ngụy Lâm âm trầm mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn tới trước cô, thì nên biết như thế nào mới có thể làm cho tôi hài lòng. Nhược Tuyết đỏ mặt, lo lắng nằm ở trên người của anh, cắn cặp môi đỏ mọng. Người đàn ông này một giây trước vẫn còn lạnh nhạt gọi cô là Lăng tiểu thư, một giây sau lại có thể đùa giỡn với cô. Nhưng tia sáng ánh mắt kia lóe ra để cho cô dừng lại một chút, nhẹ nhàng chủ động đứng dậy in dấu lên môi của anh. Cảm thấy cô thuận theo, đáy lòng của Lương Úy Lâm ấm áp từng điểm tăng lên, máu huyết ở trong thân thể lưu động như nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Anh hiểu rõ người phụ nữ trong ngực của mình, anh đã ôm cô nhiều năm, khắp nơi cô đều thuận theo anh, nhưng ở trong xương thủy chung vẫn có một ngày muốn rời khỏi anh. Năm cô 18 tuổi, cô chỉ là một đứa trẻ con, đối với hành động của mình vừa hận vừa sợ, nhưng khổ nỗi lực quá yếu cho nên mới không dám phản kháng, đành phải phụ thuộc vào anh. Hiện tại thì thế nào chứ, vì có con gái mà cô lại không muốn rời đi. Nếu như không có con, anh nghĩ vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Anh rõ ràng đã nhượng bộ để cho cô đi, tại sao cô vẫn còn ở lại? Có phải là đối với anh có một chút? Ngày đó thấy cô vì người đàn ông khác, anh thực sự không muốn sống nữa, tâm đã quá đau đớn. Nhưng sau khi anh mở mắt ra lại nhìn thấy cô, anh cho rằng mình chỉ là đang nằm mơ. Đúng vậy, là đang nằm mơ. Nếu như không phải là nằm mơ, cô làm sao có thể thấy được nét mặt lo lắng như vậy chứ? Cho nên anh để cho cô đi, muốn thì phải là tất cả, nếu như không được vậy thì một chút cũng không cần. Nhưng cô lại một lần nữa trở lại bên cạnh anh, mang theo tức giận, mang theo sự khó hiểu, hơn nữa theo tình cảm mà trở lại. Các bạn vừa nghe phần 6 của bộ truyện Thế thân gán nợ cho Hắc Tổng qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.